Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 114. Ngô Bình cảm thấy rất hứng thú với những tên hải quái đó, tôi thấy các người sử dụng hải quái, những hải quái này bồi dưỡng thế nào vậy? Thanh Linh Đào cười nói, bẩm thánh nhân, những hải quái này có một số là nuôi từ nhỏ đến lớn, có một số là bắt về thuần hóa. Lực chiến đấu của hải quái trong nước là mạnh nhất, thật ra cũng không thích hợp chiến đấu trên đất liền. Lần này tấn công đất liền cũng là việc bất đắc dĩ. Ngô Bình, nước Đông Hải mấy người có bao nhiêu binh lính? Thanh Linh Đào, nước Đông Hải có hơn 20 triệu binh lính, trong đó có 1 triệu 500 quân tinh nhuệ, 300.000 lính cảnh vệ. Ngô Bình nhìn thấy bên cạnh là vài tên lính cảnh vệ đang đứng, thân hình bọn họ cao lớn, cơ bắp cường tráng, tu vi cũng không hề kém. Công chúa Thanh Huân giải thích, thánh nhân, quân tinh nhuệ và lính cảnh vệ không chỉ có thực lực mạnh, bản thân bọn họ còn có thể sai khiến hải quái. Ngô Bình cơ bản đã hiểu được tình hình, anh rất kinh ngạc về sức chiến đấu của nước Đông Hải. Binh lính hải nhân vốn rất mạnh, có một số binh lính còn có thể sai khiến được hải quái, thực lực còn mạnh hơn. Thanh Linh Đào sai người chuẩn bị đủ loại mỹ vị dưới biển, công chúa Thanh Huân đích thân gắp thức ăn. Uống rượu dưới biển rất thú vị, chén rượu rất sâu, rượu trong chén cũng khá nặng, vì vậy rượu có thể chìm dưới đáy cốc mà không lẫn vào trong nước biển. Khi rượu vào miệng sẽ pha chút nước biển, khoảnh khắc rượu và nước biển giao hòa sẽ sản sinh ra mùi vị khá kỳ diệu. Uống xong vài chén rượu, Thanh Linh Đào nói, thánh nhân, xin hãy thưởng thức vài điệu múa. Ông ta vỗ vỗ tay, một đám thiếu nữ hải nhân thân hình uyển chuyển bước vào đại điện, nhảy múa nhẹ nhàng. Nhảy múa trong nước không giống như trên đất liền, bởi vì sức nổi của nước có thể làm ra những động tác vô cùng tuyệt vời, tay áo thụng tung bay, đẹp không sao tả xiết. Trong những người con gái đang nhảy múa, có một người con gái da như ngọc, dung mạo vô song, xinh đẹp tuyệt vời. Ngô Bình nhìn thấy cô, không khỏi khen ngợi, múa đẹp, thưởng. Thanh Linh Đào vội sai người trọng thưởng cho vũ công đó, cô gái cũng nhẹ nhàng bái tạ. Thanh Linh Đào cười nói, nếu như thánh nhân thích cô gái này, ngài có thể mang về giữ ở bên cạnh mình làm nha hoàn. Ngô Bình cười nói, quân tử không cướp thứ mà người khác thích. Với lại mấy cô này đều là hải nhân, nếu như theo tôi đến đất liền cũng sẽ không quen với môi trường bên ngoài. Vừa nhảy múa xong, lại có mấy cô gái cất lên giọng hát, âm thanh tuyệt vời này Ngô Bình mới nghe lần đầu. Đang nghe hát thì chợt có một vị tướng quân vội vàng vào điện. Lớn giọng nói, bệ hạ. Thần tộc phái một vị thần vương đến. Thanh Linh Đào cau mày, đang suy nghĩ xem có phải gặp hay không thì nghe thấy ngoài điện truyền đến một tiếng cười to, quốc chủ Đông Hải. Dứt lời, một tên thần tộc tiến vào trong, hắn ta cao khoảng 10 thước, nước da màu xanh nhạt, đôi mắt màu xám u tối, đỉnh đầu mọc một đám tóc như kim châm. Gã thần vương này đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở Ngô Bình, hóa ra quốc chủ có khách ở đây. Thanh Linh Đào nhẹ nhàng nói, huyền lực thần vương, ngài đến Đông Hải tôi là có gì chỉ giáo? Huyền lực thần vương cứ thản nhiên ngồi xuống trước mặt Ngô Bình rồi nói, nghe nói nước Đông Hải đột nhiên lui binh, thần vương ta đây không hiểu cho lắm. Thanh Linh Đào nói, binh lính của Đông Hải tôi không thể thích ứng được với đất liền, tất nhiên không thể nào thâm nhập sâu được. Bốp! Huyền lực thần vương vỗ xuống bàn một phát, quốc chủ Đông Hải. Chống lại thần tộc ta. Ngươi không sợ thần vương ta giết chết ngươi rồi lập vua mới hay sao? Thanh Linh Đào nói thế nào cũng là quốc vương của Đông Hải, ông ta lạnh lùng cười một tiếng, huyền lực thần vương, thánh nhân ở đây, chớ có làm càn. Huyền lực thần vương liếc xéo Ngô Bình, thánh nhân, xì, thần vương ta năm đó đã giết không chỉ một tên thánh nhân. Ngô Bình nói với ánh mắt sắc bén, bổn thánh cũng từng giết thần vương. Huyền lực thần vương cười với vẻ lạnh lùng, thật sao? Có dám đánh một trận với thần vương ta không? Ngô Bình, có gì mà không dám? Huyền lực thần vương, được, nếu như ngươi có gan thì đi theo ta. Dứt lời, hai người lần lượt bay ra khỏi hoàng cung, xuyên qua mặt nước, bay lên trời cao. Hai người càng bay càng cao, dần dần cả đại lục Côn Luân đều biến thành kích thước cỡ lòng bàn tay. Huyền lực thần vương đứng trên không. Cười với vẻ quái dị, biết vì sao thần vương ta tới đây không? Ngô Bình, người muốn chết ở trên không?
Sắc mặt Huyền Lực Thần Vương tối sầm lại, ở đây có thiên đạo hoàn chỉnh. Đám sinh vật ở khuyên giới các ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của thần vương ta ở đây. Dứt lời, xung quanh đột nhiên xuất hiện một lớp màng màu tím, cô lập không gian chỗ hai người họ. Tiếp theo đó, Ngô Bình cảm thấy trật tự thiên đạo xung quanh đã được khôi phục hoàn toàn. Anh vươn vai rồi nói, thật thoải mái, thiên đạo hoàn chỉnh vẫn là tốt nhất. Nụ cười đắc ý trên mặt Huyền Lực Thần Vương dần biến mất, gã ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ngươi không sợ. Ngô Bình hỏi lại, tại sao ta phải sợ? Huyền Lực Thần Vương hét lớn rồi đánh một quyền về phía Ngô Bình. Huyền Lực Thần Vương giỏi về kỹ năng sử dụng sức mạnh, đã lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa của sức mạnh, vì vậy mỗi một chiêu thức của gã đều ẩn chứa lực hủy diệt cực khủng bố. Ngô Bình thoát được một quyền của đối phương, trở tay đánh một chưởng vào trúng ngực của Huyền Lực Thần Vương, Huyền Lực Thần Vương kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực lún vào trong nháy mắt, miệng phun ra máu xanh. Cái gì? Gã ta cực kỳ sợ hãi. Phù! Ngô Bình lại đánh một quyền trúng vào gáy gã ta, Huyền Lực Thần Vương choáng váng đầu óc, đầu bị đánh đến mức hiện ra quyền ấn cực rõ. Ngô Bình nhân cơ hội đánh thêm ba phát, Huyền Lực Thần Vương phát ra tiếng hét thảm thiết, gã ta gào lên, rốt cuộc ngươi là ai? Cũng sắp chết rồi, hỏi nhiều như thế làm gì? Nói xong, anh đi tới đánh tiếp mấy phát, sau đó khống chế Huyền Lực Thần Vương, đồng thời lấy mấy cái hũ ra, bắt đầu lấy máu. Ý thức của Huyền Lực Thần Vương đã mơ hồ, hoàn toàn không thể phản kháng, gã ta cảm thấy máu của mình rất nhanh đã bị lấy sạch. Lấy được hàng nghìn cân thần huyết xong, Ngô Bình lẩm bẩm nói, cứ lấy nhiều như này thôi nhỉ, để nó sống một khoảng thời gian nữa rồi lấy máu tiếp. Máu của thần vương có thể dùng để luyện chế đan dược, bồi dưỡng thần huyết của binh lính. Huyền Lực Thần Vương này có thực lực rất mạnh, dùng máu của gã ta luyện đan, vậy thì tốt quá rồi. Lấy máu xong, anh vất Huyền Lực Thần Vương vào trong động thiên của mình, tạm thời trấn áp lại. Từ đầu đến cuối chưa đầy 15 phút, Ngô Bình đã quay trở lại hoàng cung của Đông Hải. Nhìn thấy anh bình an trở về, Thanh Linh Đào mừng rỡ cười nói, thánh nhân đã đánh bại Huyền Lực Thần Vương rồi sao? Ngô Bình, bị tôi đánh bay rồi, còn lấy chút máu của hắn nữa. Thanh Linh Đào cười ha ha, đã quá. Nhân tộc chúng ta đã lâu không được mạnh như vậy rồi, nỗi khó chịu trong lòng tôi cuối cùng cũng được chút ra một nửa. Ngô Bình nói, tôi có chuyện muốn thương lượng với Thanh Quốc Chủ. Thanh Linh Đào, thánh nhân, mời nói. Ngô Bình, trên đường tôi tới đây, phát hiện tài nguyên dưới biển vô cùng phong phú, tài nguyên khoáng sản còn nhiều hơn cả lục địa. Thanh Linh Đào nói, đúng là như vậy, tài nguyên khoáng sản dưới biển nhiều hơn mấy chục lần so với lục địa. Ngô Bình, vùng đất mà nước Đông Hải đang chiếm ở lục địa, sau này sẽ do đế quốc Thiên Võ quản lý, ông thấy thế nào? Thanh Linh Đào cười nói, như thế thì tốt. Những lục địa này cũng chẳng có giá trị gì đối với nước Đông Hải chúng tôi. Ngô Bình, khu vực này chỉ dùng để giao lưu buôn bán giữa đế quốc Thiên Võ và nước ông. Sau này thương nhân của nước Đông Hải có thể tự do ra vào buôn bán. Thanh Linh Đào cười nói, thật ra chúng tôi cũng muốn làm ăn trên đất liền, nhưng rất khó để hai bên tin tưởng lẫn nhau. Nếu thánh nhân thúc đẩy được chuyện này, chắc chắn sẽ là điều tốt đối với nhân dân hai bên biển cả và đất liền. Lúc này, Ngô Bình bảo Thanh Linh Đào mang bản đồ tới. Theo quan sát của anh, đại quân của Thanh Linh Đào đã đẩy vào khoảng 3.000 dặm tính từ đường ven biển phía tây, bên trong dài chừng 15.000. Ngô Bình vẽ vài nét trên địa đồ, đặt tên cho khu vực này là tỉnh Đông Hải với 7 quận trực thuộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi thưởng thức rượu ngon dưới biển xong, Ngô Bình trở về đất liền. Trên đất liền, một số đại thần và võ tướng của đế quốc Thiên Võ đã sớm nhận được mệnh lệnh của anh, thành lập hành cung tại Duyên Hải. Ngô Bình bước vào hành cung, treo địa đồ lên rồi nói, sau này nơi đây sẽ là tỉnh Đông Hải. Trước tiên, các ngươi cần ổn định lòng dân, để dân chúng trở về nơi ở của mình. Năng lực của các đại thần rất mạnh, lập tức thi hành mệnh lệnh của anh, trấn an bách tích, bình định bạo loạn. Ngô Bình biết tỉnh Đông Hải vẫn còn rất nhiều rắc rối. Nước Long ở phía Tây có thể phản công, nước Oa ở phía Đông cũng dục dịch.
cho nên anh quyết định tiếp tục trấn thủ ở đây một thời gian. 3 ngày sau, tỉnh Đông Hải cơ bản đã ổn định, trật tự xã hội và sản xuất được khôi phục hoàn toàn, dân chúng cũng tự do làm chủ cuộc sống. Thật ra nhân dân không quan tâm ai là hoàng đế, họ chỉ muốn sống tốt, có cơm ăn áo mặc, không bị ai đàn áp. Về sau, các thương nhân từ nước Đông Hải đổ bộ lên đất liền làm ăn, họ mang theo rất nhiều loài cá, mỹ thực từ biển sâu, vỏ sò, quần áo làm từ lụa tơ tằm cùng đủ loại chân khoáng sản. Bình thường, nếu muốn tìm thấy những thứ này dưới biển sẽ vô cùng khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên những món hàng này vừa được bày bán đã lập tức bị thương nhân cướp sạch. Để thuận tiện cho việc buôn bán, Ngô Bình tự mình xây dựng 10 trận vận chuyển liên kết trực tiếp với các khu thương mại quan trọng của đế quốc Thiên Võ. Thời gian rảnh rỗi, Ngô Bình sẽ luyện khí trong hành cung, thuận tiện phối các loại dược khác nhau với máu của huyền lực thần vương để điều chế thần lực đan. Luyện thành lò đan đầu tiên, anh tìm đến 10 tinh binh để họ thử nghiệm đan dược. Thần lực đan vừa vào miệng, một cỗ lực lượng bắt đầu dung chuyển trong thân thể họ, toàn bộ gông xiềng liên quan tới sức mạnh đều mở ra. Ngô Bình cẩn thận quan sát diễn biến. Một tiếng sau, 10 tinh binh đã trở nên vô cùng lợi hại, khóa vàng hơn vạn cân có thể nhẹ nhàng ném đi. Anh lẩm bẩm nói, vẫn kém một chút, xem ra cần cải thiện thêm. Cứ như vậy, anh liên tục luyện chế ra 3 lô, hiệu quả đan dược càng ngày càng tốt. Đến lô thứ 5 rốt cuộc thần lực đan cũng đạt yêu cầu. Sau đó, anh bắt đầu luyện chế lượng lớn thần lực đan, hơn 100 lò luyện đan dược luyện chế cùng một lúc. 1 cân máu thần có thể luyện ra 100 viên thần lực đan. Vậy hơn 1 vạn cân máu thần có thể luyện hơn 1 triệu viên thần lực. Bởi vì lò luyện đan có chất lượng tầm trung nên thần lực đan do anh luyện chế chỉ đạt đến đế phẩm, nhưng như vậy đã rất tốt rồi. Ngô Bình vừa luyện chế thần lực đan, vừa ban chúng cho tinh binh uống. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bồi dưỡng ra 50.000 thần lực binh. Những thần lực binh này có chung một đặc điểm, đó là khí lực lớn, thích hợp để đánh cận chiến. Nhưng Ngô Bình muốn tìm hiểu về sức mạnh của cường giả áo nghĩa nên đã bỏ rất nhiều công sức về phương diện này, anh đã biên soạn một cuốn sách nhỏ cho những thần lực binh luyện tập. Vũ khí của thần lực binh chỉ có 2 loại, khiên và kiếm hạng nặng. Những thanh kiếm trong tay họ nặng tới 15.000 cân vì có khắc pháp trận trọng lực. Một nhát kiếm có thể khiến kẻ địch thịt nát xương tan. Vài ngày sau, số lượng thần lực binh đã lên tới 100.000. Một hôm, Ngô Bình đang truyền thụ kiếm thuật, bỗng có thuộc hạ vào bẩm báo, bệ hạ. Nước Long xuất lĩnh 2 triệu binh, tập trung hỏa lực ở biên cảnh. Ngô Bình hỏi, ồ, 2 triệu binh, xem ra nước Long muốn động tay với Thiên Võ rồi. Ngô Bình lập tức triệu tập triều đình, tất cả quần thần đều đến dự. Sau khi nghe tin, một vị đại thần nói, bệ hạ, sớm muộn gì quốc gia của chúng ta cũng sẽ có một trận chiến với nước Long. Chỉ bằng tiến công 2 phía cùng một lúc, diệt sạch nước Long một lần. Ngô Bình lắc đầu, sau lưng nước Long là Đại Thiên Tôn, chúng ta làm như vậy chẳng khác nào khai chiến với Đại Thiên Tôn. Một vị đại thần khác, bệ hạ, thần nghĩ nhân cơ hội này để cho nước Long biết thực lực của chúng ta, nhất định phải đánh một trận thật mỹ mãn. Trong số các võ tướng trước mặt anh, có một người được Tư Không Vũ đề bạt lên làm mãnh tướng, tên Dương Nguyên Bá. Mấy lần đại chiến đều biểu hiện rất tốt, ngay cả Tư Không Vũ cũng khen ngất lời. Sau khi thành lập tỉnh Đông Hải, Ngô Bình đã chuyển Dương Nguyên Bá tới đây và phong hắn làm đô đốc, thống lĩnh binh mã Đông Hải. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn im lặng, mãi đến khi Ngô Bình hỏi tới, hắn mới nói, bệ hạ, thần nghĩ có thể nhờ nước Đông Hải trợ giúp. Ngô Bình, xin nước Đông Hải xuất binh tương trợ. Dương Nguyên Bá, đúng, nước Đông Hải trước đây từng đánh nước Long tới mức không thể chống trả, khiến toàn bộ nước Long phải sợ hãi, không dám phản kích. Bây giờ Thiên Võ ta chiếm giữ nơi này, nước Long muốn quyết đấu một trận. Nếu chúng ta có thể cầu được nước Đông Hải ra tay, nước Long không chỉ đối mặt với mình đế quốc Thiên Võ mà còn có nước Đông Hải. Ngô Bình gật đầu, ngươi nói đúng. Dương Nguyên Bá, lần này nước Long xuất binh, chúng ta nhất định phải để cho chúng trả giá đắt. Biên giới phía tây 2 nước có thể đẩy xa thêm 1.000 dặm. Ngô Bình gật đầu, nói, chấm lập tức viết thư, nhờ Đông Hải xuất quân. Chẳng mấy chốc đã có thư hồi đáp,
Sứ giả đưa tin rất nhanh trở về, bệ hạ. Quốc chủ Đông Hải đã hứa phái 100 vạn binh, đồng thời phái 300 vạn hải quái trợ uy. Ngô Bình cười hỏi Dương Nguyên Bá, đô đốc Dương, đủ không? Dương Nguyên Bá, đủ rồi. Bệ hạ, thần muốn mượn 100.000 thần lực binh mới huấn luyện của bệ hạ. Ngô Bình cười ha ha nói, chắc ngươi đã nhớ mong 100.000 thần lực binh của trẫm lâu rồi nhỉ? Dương Nguyên Bá cười nói, mấy ngày trước thần đi xem thần lực binh huấn luyện. Lực chiến đấu của họ vô cùng kinh người. Nếu thần có thể dùng thần lực binh, đại quân của nước Long có nhiều gấp đôi đi chăng nữa cũng có thể chiến thắng. Ngô Bình, thần lực quân này, trẫm vốn muốn cho ngươi huấn luyện. Dương Nguyên Bá mừng rỡ, tạ bệ hạ tín nhiệm. Ngô Bình, chiến sự phía Tây, trẫm không tham dự, chờ tin thắng lợi của ngươi. Cuộc họp kết thúc, Dương Nguyên Bá dẫn đầu 100.000 thần lực binh, 500.000 tinh binh, cùng với 100 vạn hải nhân và 300.000 hải quái đi ra tiền tuyến. Ngô Bình vẫn luyện đan, anh tăng số lượng lò luyện đan lên 300 chiếc, nâng cao hiệu suất luyện đan. 3 ngày sau, tiền tuyến truyền tin thắng trận. Ngày hôm qua Dương Nguyên Bá đã đại phá đại quân nước Long, chém chết 2 viên tướng của địch, bắt sống 670.000 tù binh, chặt đầu hơn 300.000 quân địch. Cùng lúc đó, Dương Nguyên Bá dẫn quân đột tiến hơn 1.000 dặm về phía Tây, giúp diện tích của tỉnh Đông Hải tăng thêm 1/3. Ngô Bình nghe tin thắng trận thì vô cùng vui mừng, trực tiếp chi 50 tỷ đồng thần long mua đồ ăn thức uống khao các tướng sĩ và thưởng cho tất cả những tướng lính lập chiến công. Cùng ngày, chiến sĩ nước Đông Hải Khải Hoàn trở về. Ngô Bình sai người mang 3 vạn viên thần lực đan đến cho Thanh Linh Đào, nước Đông Hải chủ coi như tạ lễ đối phương. Sau khi Thanh Linh Đào nhận được thần lực đan, đồng thời biết được công dụng của nó thì vô cùng vui sướng. Hôm đó đã cử sứ thần mang theo rất nhiều dị vật chân quý từ biển tới cũng như dâng tấu chương xưng thần. Kể từ đó, nước Đông Hải đã trở thành một quốc gia phụ thuộc của đế quốc Thiên Võ. Chiến sự phía Tây vừa kết thúc, có sứ thần tới báo nước Hoa đã phái một đại quân đến tập kích quấy rối biên cảnh, cướp bóc đốt giết, làm đủ việc ác. Quan phủ nơi đó phái binh vây quét, những binh lính Hoa này lập tức lẻn về biển, tùy thời lên bờ. Báo cáo tương tự càng ngày càng nhiều, mặc dù Ngô Bình có chút tức giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn, chờ Dương Nguyên Bá trở về. 10 ngày sau, Dương Nguyên Bá Khải Hoàn trở về, đầu tiên Ngô Bình phong thưởng cho mọi người rồi mới ra lệnh, Dương Nguyên Bá, chấm ra lệnh cho ngươi dẫn theo 200.000 thần lực binh, 5.000 tinh binh tới nước Hoa, hội quân với tướng quân mặt quỷ Trần Nhược Nhàn, đánh vào nước Hoa. Dương Nguyên Bá cũng không thắc mắc nhiều, thần tuân lệnh. Bên này, Dương Nguyên Bá chỉnh đốn binh mã, còn Ngô Bình thì về ngũ hành giới, bảo Trần Nhược Nhán quay về nước Hoa, dẫn binh giúp Dương Nguyên Bá. Trong khoảng thời gian này, Trần Nhược Nhàn vẫn luôn ở trong ngũ hành giới tu luyện, dưới sự giúp đỡ của Ngô Bình, thực lực cô ấy cũng tăng nhanh. Dương Nguyên Bá còn chưa đi, Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn tới nước Hoa trước, Trần Nhược Nhàn lấy ra bản đồ, hai người cùng nhau nghiên cứu. Nước Hoa được tạo thành từ vô số đảo nhỏ, nên muốn đánh hạ nọ thì phải đánh từng đảo. Trong đó, có 2 đảo quan trọng, diện tích lớn nhất là đảo Kyo thủ đô nước Hoa, đảo có số dân đông nhất đảo Thanh Hoa. Đảo của Trần Nhược Nhàn cách đảo Thanh Hoa gần nhất, chỉ cần lấy được đảo Thanh Hoa, nước Hoa sẽ gặp khó, không còn tâm tư quấy nhiễu duyên hải thiên võ nữa. Hôm sau, Dương Nguyên Bá thi triển độn thuật đưa mấy 100.000 binh tới đảo, hội binh với Trần Nhược Nhàn. Bắt đầu tấn công đảo Thanh Hoa. Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn nấp trong mây quan sát trận chiến, đề phòng nước Hoa phái ra cao thủ. Quả nhiên, chiến sự vừa nổ ra, quân đóng giữ Thanh Hoa bại trận liên tiếp, chết như ngả dạ. Sau khi trận chiến bắt đầu được 2 giờ, một con rắn yêu xuất hiện, nó có 8 đầu và 8 đuôi, mỗi cái đầu đều phun ra lửa, khói độc, axit, gió mạnh, độc trùng. Đây là đại yêu vật mạnh mẽ mà nước Hoa thờ phụng. Rắn 8 đầu vừa ra, Ngô Bình lập tức tới trước mặt nó chặn đường, anh thản nhiên nói, đường này không đi được. Rắn yêu giận dữ, miệng nói tiếng người, con người hèn mọn, biến ngay, nếu không ta ăn ngươi. Ngô Bình biến hóa thành người khổng lồ cao vạn mét, cánh tay thô hơn cả thân rắn khổng lồ, anh lạnh lùng nói, không sợ vỡ bụng thì mày ăn thử xem. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của Ngô Bình, rắn 8 đầu rụt lại, hỏi, ngươi là người phương nào?
Ngô Bình, tao là ai, mày không cần biết, mau quay về chỗ mày ở đi. Rắn khổng lồ cảm thấy mất mặt, nó được nước Oa cung phụng mấy nghìn năm, gọi là rắn khổng lồ bát kỳ, năm đó chỉ có một người hàng phục được nó nên nó liếc Ngô Bình, nhân loại bé nhỏ, vì sao dám ngông nghênh như thế? Ngô Bình, đã nể mặt mà còn không chịu à? Dứt lời, anh đánh ra một quyền, rắn khổng lồ tránh né, nhưng quyền này của Ngô Bình quá nhanh, đầu rắn bị đánh trúng, một cái nổ tan nát, đau tới mức con rắn rít thảm. Một tay Ngô Bình túm đầu rắn, tay kia đấm liên hồi. Bùm bùm bùm. Dưới năm cú đánh, năm cái đầu bị đánh bại, rắn lớn bát kỳ sợ hãi, thánh nhân tha mạng. Lúc này Ngô Bình mới thu tay, lạnh lùng nói, sao, biết sợ chết rồi à? Bát kỳ chỉ còn lại hai đầu không ngừng gật gù, tiểu nhân đáng chết, chọc giận thánh nhân, thỉnh người tha cho. Ngô Bình, mày là yêu vật của nước Oa. Bát kỳ, ta là rắn yêu được nước Oa cung phụng mấy nghìn năm, mỗi tháng nước Oa sẽ hiến tế người sống, còn ta sẽ ra tay giúp được quốc chủ nước Oa khi cần thiết. Ngô Bình cười lạnh, mấy nghìn năm nay, mày ăn không ít người nhỉ? Bát kỳ, là do nước Oa hiến tế, không phải ta chủ động đòi. Ngô Bình tung một chưởng vào bụng nó, dùng sức lần mò, móc ra một hạt châu màu xanh, lớn như căn nhà. Anh cầm hạt châu nói, ăn nhiều người như vậy là để luyện yêu đan chứ gì. Bát kỳ hét thảm, cơ thể vặn vẹo. Ngô Bình tung cước giẫm nó tè xuống mặt đất, đạp nát luôn hai đầu còn lại, loại ác yêu như mày thì sao tao tha được. Người trên đảo thấy Ngô Bình giết rắn yêu thì mất luôn ý chí chiến đấu, nhanh chóng đầu hàng, Dương Nguyên Bá nhanh chóng kiểm soát toàn đảo. Diện tích đảo Thanh Hoa xấp xỉ tỉnh Đông Hải, dân số nước Hoa tập trung ở đây rất nhiều, trên đảo có nhiều khoáng sản quý giá nhất nước, thêm một bình nguyên thích hợp trồng trọt, mưa thuận gió hòa nên dân cư đã hơn 5 tỷ. Chuyện cai trị thì Ngô Bình giao cho Dương Nguyên Bá, anh đang nghĩ liệu có nên tiếp tục đánh đảo Kyo để hoàn toàn đả bãi nước Hoa không. Nhưng hôm sau, nước Hoa đã phái sứ thần tới, tỏ vẻ bằng lòng cắt đảo Thanh Hoa cho Thiên Võ, hơn nữa còn tự coi mình chư hầu của đế quốc Thiên Võ. Sau khi gặp sứ thần, Ngô Bình tìm Dương Nguyên Bá, hỏi hắn, Đô Đốc Dương, người cảm thấy trẫm nên chấp nhận việc nước Oa tiến cống không? Dương Nguyên Bá, theo thần, nước Oa tài nguyên có hạn, đảo nhỏ nhiều, không tiện quản lý. Bây giờ nước ta đánh chiếm Thanh Hoa, sau này cứ chiếm đóng trên đảo để quản lý nước Oa. Ngô Bình gật đầu, nói có lý. Anh nghĩ rồi nói với Trần Nhược Nhàn, anh muốn giao đảo Thanh Hoa cho em quản lý, cũng sắc phong em làm nữ vương, em đồng ý chứ? Trần Nhược Nhàn cười, Nhược Nhàn bằng lòng. Ngô Bình vui vẻ, được, bên này giao cho em nhé. Đến lúc này, nước Oa và nước Long sẽ không động binh với Đông Hải trong một khoảng thời gian, Ngô Bình rời đi, quay về Hoàng Cung. Anh gặp bố mẹ và ông bà, buổi tối cả nhà quây quần bên nhau dùng cơm. Thấy bụng Chu Thanh Nghiên đã lớn, Ngô Bình cười nói, Thanh Nghiên à, con chúng ta cũng sắp ra đời rồi. Chu Thanh Nghiên cười nói, vâng, tháng nữa là em sinh, người cha là anh phải ở cạnh đấy nhé. Ngô Bình, yên tâm, trước khi con ra đời, anh sẽ không đi xa nữa. Lý Vân Đầu nói, Huyền Bình, ông có chuyện cần bàn với cháu. Ông nội nói đi ạ. Lý Vân Đầu, bây giờ là thế giới tu hành, người như bọn ông không giúp gì được cháu, thiên hạ cũng thái bình, Thiên Võ thịnh vượng, sẽ tồn tại lâu dài. Ông nội muốn hỏi cháu là có thể sắc phong cho mấy chú bác của cháu vài chức tước không? Ngô Bình gật đầu, chuyện này đương nhiên là được, cháu đã có ý nghĩ này lâu rồi. Chú bác của Ngô Bình đều có con cái, chuyện sắc phong không chỉ là chuyện một người. Anh đã thương nghị với các đại thần rồi. Lý Vân Đầu cười, chú bác của cháu không có dã tâm gì lớn, chỉ muốn đời sau có cuộc sống đầy đủ thôi. Ngô Bình, ông nội, cháu hiểu mà, cháu sẽ cho người thu xếp. Sau đó, Ngô Bình ở lại Hoàng Cung, hàng ngày lên triều, hạ triều thì phê tấu chương, luyện đan dược. Chưa được bao lâu thì người trong nhà được phong thưởng, ai cũng hài lòng. Qua nửa tháng, Ngô Bình lại dùng thần lực đan đào tạo ra 300.000 thần lực binh, bao gồm cả những người được chọn làm cấm quân. Hôm nay Đường Băng Vân vào cung, Ngô Bình cũng thừa dịp sắc phong Đường Thiên Tuyệt là Đường Vương,
Ban Đất Phong là trung tâm đường môn và 3.000 dặm quanh đó. Sau khi Đường Băng Vân tới, Ngô Bình nhờ cô ấy tổ chức cấm quân, phụ trách sự an toàn của kinh sư trọng địa. Anh lấy sổ tay huấn luyện ra đưa cho cô ấy để cô ấy huấn luyện binh lính. Đương nhiên sau đó anh không chỉ cung cấp thần lực đan mà còn ban thêm nhiều đan dược cấp cao. Thời gian thoải mái ở nhà nhanh chóng trôi qua, vô thức đã qua một tháng, Đường Băng Vân huấn luyện cấm quân, Đông Hải an bình, trong vòng mấy tháng này, Thánh Thiên Giáo cũng phát triển rộng khắp, còn phái ra mấy triệu người truyền giáo, dấu chân trải khắp đại lục Côn Luân. Hiện tại, tín đồ bên ngoài Thiên Võ đã có thể chứa đầy ba thành phố. Trong đế quốc Thiên Võ, người tín ngưỡng Thánh Thiên cũng chiếm tới 80%. Chấm, mỗi ngày có vô số sức mạnh tín ngưỡng tụ về phía Ngô Bình, thánh linh của anh ngày càng lớn mạnh. Bây giờ thánh linh đã vững, anh biết mình nên dựa vào nó để có thánh cách rồi. Một khi có thánh cách, cảnh giới thánh nhân của anh sẽ không bao giờ bị tụt giảm, dù cho thân chết đạo tiêu, thành ý vẫn sẽ tồn tại trong vũ trụ, mãi mãi trường tồn. Sau khi đến cảnh giới thánh cách, Ngô Bình tiếp tục ổn định trạng thái này và chuẩn bị cho cảnh giới thánh đường sau này Ngô Bình cảm thấy việc mở thánh đường và việc mở thế giới linh đài thực sự giống nhau, chỉ có những khác biệt nhỏ ở bên ngoài mà thôi. Sau này anh mở thánh đường thì cũng phải lấy cảnh giới động thiên hiện tại làm cơ sở. Mình có thể mở thánh đường ở chỗ của Thái Sơ không nhỉ? Trong đầu anh bắt đầu nghĩ tới cách kết hợp phương thức tu luyện tối ưu nhất. Thế nhưng, anh vừa ngưng tụ ra thánh cách thì đột nhiên cảm thấy chột dạ. Anh tự nhủ, thánh nhân đại kiếp sắp tới rồi. Bất luận là đi con đường tu hành nào, thực lực càng mạnh, càng nghịch thiên thì sẽ gặp phải kiếp nạn càng lớn. Thánh kiếp mà Ngô Bình sắp gặp phải còn đáng sợ hơn tai kiếp Đại La mà đạo quân gặp phải. Trong lịch sử, đã có rất nhiều thánh nhân mất mạng vì tai kiếp này. Thánh nhân kiếp sắp tới, không biết sẽ kinh khủng cỡ nào. Mình nhất định phải chuẩn bị trước. Tuy rằng tư chất của anh nghịch thiên, thực lực có thể so với thần vương. Nhưng càng như vậy, thánh nhân kiếp sẽ càng nguy hiểm. Thậm chí bản thân Ngô Bình cũng không biết tiếp theo sẽ gặp phải tai họa gì. Thánh nhân kiếp, có thể khiến mình tạm thời mất đi trí nhớ, thậm chí tu vi. Quá trình này so với luân hồi đại kiếp lúc trước thì càng nguy hiểm hơn, anh tự nhủ, mình nhất định phải chuẩn bị thật sớm. Với tình hình hiện tại, đế quốc Thiên Võ không thể không có anh chấn giữ. Nếu như anh biến mất một thời gian, hoặc là sức mạnh suy yếu thì đế quốc Thiên Võ chắc chắn sẽ gặp phải một số vấn đề trong và ngoài nước. Vì vậy, anh nhất định phải sắp xếp trước. Phải làm sao để ngay cả khi anh vì tai kiếp mà hóa thành cho bụi thì gia đình anh vẫn có thể sống yên bình mà không bị liên lụy. Xem ra, phải giúp những người thân cận của mình gia tăng sức mạnh càng sớm càng tốt, anh tự nhủ. Anh đi tìm Đào Như Tuyết, giờ cô là Hoàng Quý Phi trong cung. Ngô Bình chưa đến nhưng những người hầu trong cung đã đến trước để thông báo. Đào Như Tuyết đang luyện công, khi nghe tin Ngô Bình đến, cô vội vàng ra cửa đón anh. Nhìn thấy anh, cô tức giận nói, gặp anh bây giờ thực sự còn khó hơn gặp hoàng đế. Ngô Bình không nhịn được cười, vậy giờ anh không phải hoàng đế sao? Đến cung điện, Ngô Bình nói, Như Tuyết, một thời gian nữa, anh có thể gặp phải tai kiếp của thánh nhân. Chính anh cũng không thể lường trước được hậu quả của tai kiếp này. Đào Như Tuyết sửng sốt, vậy em nên làm gì? Anh cần em làm gì? Ngô Bình cười nói, em không cần sợ. Anh tới là để cho em một thứ, sau đó anh lấy ra bộ giáp tiên vĩnh hằng. Nhìn thấy bộ giáp tuyệt đẹp, Đào Như Tuyết cười nói, bộ giáp này khí tức rất mạnh mẽ, anh muốn tặng cho em sao? Ngô Bình đáp, mặc nó vào, em có thể có sức mạnh ngang cấp đạo tổ. Khi anh không ở đây, nếu đế quốc Thiên Võ xảy ra vấn đề, em có thể mặc chiếc áo giáp này và hành động để giải quyết rắc rối. Nụ cười trên môi Đào Như Tuyết dần biến mất, Huyền Bình. Nghiêm trọng đến vậy sao? Ngô Bình, phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngoài ra, anh sẽ giao thần cơ cổ cho em. Thần cơ cổ sẽ tiến hành thần cơ cửu biến nhằm cải thiện tư chất của em. Đào Như Tuyết vui mừng khôn xiết, tiểu thần sắp trải qua thần cơ cửu biến sao? Lúc này, tiểu thần bay ra khỏi người Ngô Bình. Hình ảnh hiện tại của nó là một cái bóng mờ mờ ảo ảo, tỏa ra thần quang rực rỡ. Nó nói, nữ chủ nhân. Trước đây khi ở trên người chủ nhân, tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích.
thần cơ cửu biến không còn xa nữa. Đào Như Tuyết hỏi, tiểu thần, sau khi trải qua thần cơ cửu biến sẽ trở thành cái gì? Tiểu thần, tôi cảm thấy mình sẽ trở thành một loại năng lượng, sau đó hợp nhất cùng chủ nhân. Ngô Bình, theo quan sát của anh, sau khi trải qua thần cơ cửu biến, tiểu thần ít nhất có thể nâng tu vi của em lên ngang với đạo quân. Hơn nữa thực lực của em sẽ còn vượt xa đạo quân bình thường. Đào Như Tuyết, lợi hại như vậy sao? Trong giây tiếp theo, tiểu thần đã nhập vào cơ thể của Đào Như Tuyết. Đào Như Tuyết ôm lấy Ngô Bình, trong lòng vô cùng lo lắng, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra biện pháp đối phó sao? Ngô Bình mỉm cười và nói, em phải tin tưởng vào anh chứ. Trước đây anh đã sống sót qua rất nhiều tai kiếp này không thể giết chết anh được đâu. Đào Như Tuyết, dù sao em chỉ mong anh bình an vô sự. Ngô Bình ở lại chỗ Đào Như Tuyết hai ngày, cả hai quấn lấy nhau cả ngày lẫn đêm. Đào Như Tuyết cuối cùng cũng hạ quyết tâm mang thai một đứa trẻ. Ngày hôm sau, Ngô Bình đến Động Tiên Quảng Thành. Hôm nay Chu Thanh Nghiên cũng tình cờ ở đây. Khi nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy giận dữ nói, anh nói cách một thời gian sẽ đến thăm em, vậy mà một thời gian của anh là mấy tháng liền. Ngô Bình cười nói, không phải anh đã tới rồi sao? Thanh Nghiên, tiến độ thế nào rồi? Chu Thanh Nghiên cười nói, em đã bước vào cảnh giới chân tiên, vài ngày nữa là xuất quan được rồi. Ngô Bình gật đầu, rất tốt. Em có được truyền thừa của Quang Thành Tiên Sư nên cho dù là cảnh giới chân tiên nhưng sức mạnh cũng ngang ngửa đạo quân. Chu Thanh Nghiên, coi thường em hả? Sư Tôn đã nói ngay cả đại đạo tổ cũng không phải đối thủ của em. Ngô Bình hai mắt sáng lên, thật sao? Lợi hại! Anh đợi Chu Thanh Nghiên xuất quan. Hai ngày sau, tiên cảnh mở ra, Chu Thanh Nghiên bước ra, khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Ngô Bình cảm thấy khí tức của cô cực kỳ thuần khiết. Phong thái phi phàm nên không khỏi cảm thán, sư phụ của em, Quảng Thành Tiên Sư, ít nhất hiện tại cũng là đạo tôn rồi phải không? Chu Thanh Nghiên cười nói, sư phụ của em còn trên cả đạo tôn. Ngô Bình, cũng không ngoài dự đoán. Sau khi cùng Chu Thanh Nghiên trở về cung điện, anh gọi Hỏa Hoàng Nhi lúc này đang ở Côn Luân Kiếm Cung tới. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Hoa Hoàng Nhi lại tăng lên, đã tu luyện đến tầng thứ 10 Vô Tương Kiếm Kinh. Xét về thực lực, hiện tại Hỏa Hoàng Nhi chắc chắn không thua kém Ngô Bình, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Hỏa Hoàng Nhi cười nói, bố bố nhớ con sao? Ngô Bình nghiêm túc nói, Hoàng Nhi, một thời gian tới rất có thể bố sẽ gặp phải phiền phức, đến lúc đó có thể không lo được cho gia đình của mình. Vì vậy, bố hy vọng khi bố không ở bên cạnh, con có thể bảo vệ gia đình và duy trì ổn định cho đế quốc thiên võ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Hoàng Nhi đột nhiên trở nên nghiêm túc, bố, vậy con phải nghe theo ai? Ngô Bình, con hãy nghe lời dì. Dì ở đây chính là Đường Tử Di. Hỏa Hoàng Nhi cười nói, được, con sẽ nghe lời dì. Sau khi thu xếp xong cho Hỏa Hoàng Nhi, Ngô Bình lại đến gặp Thiên Chủ Thanh Tuyết và dặn dò một số việc khác. Sau đó, anh nhìn về phía xa và tự nhủ, không biết hỉ bảo giờ ra sao. Không biết nó có giành được truyền thừa hay không. Cuối cùng, Lý Mai đã hạ sinh một cô con gái cho Ngô Bình. Vừa đẻ ra không lâu, cô bé đã vơ lấy một quả hạnh mà gặm. Cho nên, tên ở nhà của cô bé được đặt là Hạnh Nhi, còn tên chính thức là Lý Thuần Thuần. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra liền trở thành cục cưng của mọi người, ngay cả Đỉnh Nhi, Khả Nhi, Thủy Sinh đều vây quanh cô bé. Sự ra đời của con gái hoàng đế được cả đất nước ăn mừng. Ngô Bình thông báo với toàn dân và ra lệnh đặt tháp rượu ở tất cả các khách sạn, quán rượu. Tất cả mọi người dân đều có thể thưởng thức rượu từ tháp thỏa thích trong 3 ngày liền. Không chỉ vậy, mỗi gia đình còn được phát gạo thần và vải tơ tằm. Nhân dân khắp thiên hạ hân hoan, ai nấy đều ca ngợi ân đức của hoàng đế. Sau khi Hạnh Nhi được sinh ra, Ngô Bình đã gọi cùng kỳ, Tiểu Hoàng Long, Hắc Kỳ Lân và Trúc Long đến bên cạnh mình, dặn dò chúng phải chăm sóc tốt và đảm bảo an toàn cho cô chủ nhỏ trong mọi tình huống. Vào ngày thứ 7 sau khi Hạnh Nhi ra đời, một bóng đen khổng lồ bao trùm kinh đô. Mọi người ngước nhìn lên thì thấy một người khổng lồ đứng sừng sững đầu đội trời chân đạp đất bay từ xa tới. Khi người khổng lồ đáp xuống, hình dáng của anh ta dần dần thu nhỏ lại và cuối cùng biến thành một cậu bé.
Khi nhìn kỹ thì mới nhận ra đó là Lý Nguyên Tượng. Cậu phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, cười nói, bố, con về rồi. Ngô Bình nhìn Lý Nguyên Tượng và cảm thấy cơ thể cậu ẩn chứa một sức mạnh to lớn, dường như đã hòa làm một với trời và đất. Ngô Bình hai mắt sáng lên, cười nói, Hỷ Bảo, xem ra con đã đạt được không ít thành tựu tu luyện. Hỷ Bảo nháy mắt, bố, hay chúng ta giao lưu vài chiêu đi. Ngô Bình cười nói, nào. Dứt lời, hai cha con bay vút lên trời cao, Lý Nguyên Tượng tung ra một cú đấm, trong khoảnh khắc, vũ trụ như lấy cậu làm trung tâm, một lực đạo khổng lồ ập về phía Ngô Bình. Mặc dù Ngô Bình đỡ được cú đấm nhưng không hề dễ dàng. Hai người tung chiêu qua lại, Ngô Bình phải dùng sức để đỡ những cú đấm của Hỷ Bảo. Hiển nhiên, đây không phải là cuộc đấu sinh tử, Lý Nguyên Tượng cũng không dùng toàn lực. Nếu cậu dốc toàn lực, Ngô Bình có thể không phải là đối thủ của cậu. Ngô Bình rất vui mừng, cười nói, được lắm, bố rất chờ mong con trở về, con tới vừa đúng lúc. Sau đó, Ngô Bình kể về việc mình sắp trải qua tai kiếp của thánh nhân khiến Hỷ Bảo rất lo lắng. Cậu hỏi, bố, sẽ không có nguy hiểm chứ? Ngô Bình cười nói, tai kiếp thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Có điều, tai kiếp này rất kỳ quái, bố cũng không cách nào đoán trước. Có điều con cứ yên tâm, có tai kiếp nào mà bố chưa trải qua cơ chứ? Một thánh kiếp này không là gì. Lý Nguyên Tượng cảm thấy nhẹ nhõm và nói, bố đừng lo lắng. Khi bố không ở nhà, con sẽ chăm sóc gia đình thật tốt. Ngô Bình vỗ vai cậu và nói, được, đừng để lộ tu vi của con. Những ngày này, hãy đến điện đường cực võ để tu luyện và học hỏi nhiều hơn. Vâng. Khi Hạnh Nhi chào đời, Ngô Bình không đi đâu cho đến khi con gái nhỏ đầy tháng. Sau khi uống rượu đầy tháng của con gái, anh bảo bố mình là Lý Niệm Tổ ở lại đó, còn anh đến ngũ hành linh thổ để thu thập một số dược liệu và chuẩn bị luyện chế một số linh dược. Có một trận pháp dịch chuyển để trực tiếp đi tới ngũ hành linh thổ. Ngô Bình tiến vào trận pháp rồi đột nhiên biến mất. Trong quá trình dịch chuyển, một lực đạo kinh người đột nhiên từ trong cơ thể anh trào ra, cắt đứt thông đạo đi tới ngũ hành linh thổ. Thông đạo bị phá nát, Ngô Bình lập tức rơi vào một khoảng tối. Ở đó là bóng tối bao la vô tận, không có thời gian, không gian, âm thanh hay ánh sáng. Ngô Bình cảm thấy tâm hồn mình cũng lặng đi, dần dần mất đi ý thức. Anh đang lơ lửng trong khoảng không vô tận, đột nhiên trước mặt xuất hiện một tia sáng yếu ớt, hình như là một lối ra. Lối ra đã tác động mạnh đến Ngô Bình, anh bị hút xuống và đi qua lối ra phát sáng. Thân thể Ngô Bình xoay tròn một hồi, sau đó nặng nề đập xuống đất, hôn mê. Tiểu Bình, tỉnh lại đi, Tiểu Bình, một giọng nói lo lắng mà dịu dàng vang lên bên tai, đồng thời có một đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lay cơ thể anh. Ngô Bình chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, đồng thời cảm thấy vô cùng yếu ớt. Khi anh mở mắt ra, xung quanh anh là một ánh sáng trắng chói mắt. Khi nhìn rõ, anh mới phát hiện đó là giường bệnh và anh đang nằm trong một bệnh viện nào đó. Bệnh viện, giường bệnh, đây là đâu? Trước mặt anh là một thiếu nữ tuổi đôi mươi mắt ngân ngấn nước. Cô ấy rất xinh đẹp, có chút giống Đường Tử Di, có chút giống Lý Mai. Lại có một khí chất độc đáo khác. Bùm! Một ký ức tràn vào não anh, khiến anh cười tâu toét một lúc rồi lại sững người. Cô gái hỏi, Tiểu Bình, anh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Thấy anh mở mắt ra, cô gái vừa vui vẻ vừa lo lắng, nhẹ nhàng hỏi. Ngô Bình hoàn toàn không thể nghe thấy lời cô nói, bởi vì anh đang bị ký ức trong đầu làm cho choáng váng. Hóa ra danh tính hiện tại của anh cũng tên là Ngô Bình. Khác biệt là anh bây giờ là một người làm công ăn lương bình thường sống ở trái đất, khát vọng lớn mà tài thì ít, không có bản lĩnh gì. Tuy nhiên, danh tính này không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất Ngô Bình có một người bạn gái yêu anh hết mực tên là La Phi Phi. Chấm, chỉ tiếc là La Phi Phi sắp chia tay với anh, vì để cứu bạn trai Ngô Bình đang bị bệnh nặng, cô phải đồng ý làm bạn gái của một công tử nhà giàu. Sau khi xử lý và hấp thụ ký ức, Ngô Bình cảm thấy chóng mặt một lúc. Chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao rõ ràng anh đang đi qua trận pháp dịch chuyển, sắp tới ngũ hành linh thổ mà giờ lại trở thành một người khác trùng tên trùng họ? Thời gian và không gian này thuộc về đâu? Anh rơi vào trầm tư,
lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là tai kiếp thánh nhân? La Phi Phi nghe không rõ, hỏi Tiểu Bình, anh đang nói cái gì vậy? Ngô Bình nhìn cô hỏi, Phi Phi, anh ta cho em bao nhiêu? La Phi Phi cúi đầu, 2 triệu tệ. Em đã dùng số tiền này để mua loại thuốc cao cấp nhất từ nước ngoài. Trời xanh có mắt, bệnh của anh sẽ được chữa khỏi. Ngô Bình vén chăn muốn ngồi dậy, nhưng vừa mới đứng dậy, đầu óc nhất thời choáng váng, cơ thể suy kiệt. La Phi Phi kêu lên, Tiểu Bình, đừng cử động, mau nằm xuống. Ngô Bình nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói, Phi Phi, anh sẽ không để anh ta mang em đi. Như anh đã nói, anh sẽ bảo vệ em cả đời. Và anh, Ngô Bình này, sẽ không bao giờ thất hứa. La Phi Phi nghe xong lời này, nước mắt giàn giụa, mạnh mẽ gật đầu, em tin tưởng anh, em vĩnh viễn tin tưởng anh. Không biết đó có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng người đàn ông tên là Ngô Bình này từng cứu La Phi Phi khỏi vài tên lưu manh say rượu và đã bị thương sau đó. Từ đó, hai người trở thành bạn bè rồi phát triển thành một cặp. La Phi Phi là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng, trong khi Ngô Bình chỉ là một người làm công sống qua ngày, làm những công việc lặt vặt như giao đồ ăn và các công việc bẩn thỉu, nặng nhọc khác. Tình huống này rất giống với việc anh và Đường Tử Di gặp nhau năm đó, chỉ khác là thân phận của hai bên có chút khác biệt. Chẳng lẽ nơi này là một thời không song song khác, Ngô Bình không khỏi nghĩ tới khả năng này. Anh nhìn La Phi Phi trước mặt và nói, Phi Phi, em có thể giúp anh bốc một ít thuốc không? La Phi Phi ngẩn người, bốc thuốc. Ngô Bình gật đầu, hiện tại sức khỏe của anh không tốt, muốn mau chóng hồi phục, nhất định phải uống một ít thuốc. Mặc dù anh đến thế giới vô danh này, nhưng ký ức của anh vẫn còn đó, anh là một thầy luyện đan rất giỏi. La Phi Phi mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy không hỏi thêm câu nào. Đầu tiên cô ấy viết tên các loại thuốc mà Ngô Bình nói, sau đó đến hiệu thuốc lấy thuốc. Nhân tiện, cô cũng mua một bộ dụng cụ để đun thuốc theo hướng dẫn của Ngô Bình. Mua thuốc xong, Ngô Bình nói còn cô làm theo. Trước tiên đun nước đến 10 độ, cho một loại dược liệu vào. Sau đó cho loại dược liệu thứ hai vào khi nước ở 72 độ. Cứ như vậy, sau hơn nửa canh giờ, toàn bộ 17 dược liệu đều được cho vào. Ngay lập tức, một mùi thuốc thoang thoảng tràn ngập không gian. La Phi Phi ngửi thấy mùi thuốc thì có chút kinh ngạc, nói, mùi cũng không tệ, anh làm thế nào hay vậy? Ngô Bình cười nói, đây là canh ngũ hành đại bổ, tuy rằng tương đối đơn giản, nhưng đối với anh bây giờ thì nó vô cùng hữu ích. La Phi Phi ngạc nhiên, cô ấy hỏi, Tiểu Bình, anh học cái này ở đâu vậy? Ngô Bình, anh thấy trong sách. Sau đó, anh uống liền 3 bát thuốc rồi nằm bất động. Tuy nhiên, đôi mắt của anh không nhàn rỗi mà bận rộn kiểm tra xem chiều không gian của mình có còn hay không. Nhưng mà, hiện thực đã khiến anh thất vọng, chẳng những tu vi của anh không còn, mà đến mắt thấu thì cũng không dùng được khiến anh không khỏi thở dài. La Phi Phi nắm tay anh. Dịu dàng nói, Tiểu Bình, hãy mau mau khỏe lại nhé. Ngô Bình đáp, đừng lo lắng, anh có thể xuống giường và đi lại trước khi trời tối. La Phi Phi còn tưởng rằng anh nói đùa nên cũng không để ý, xoay người đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh. Ngô Bình đã kích thích sức sống trong cơ thể. Hiệu quả của canh ngũ hành đại bổ không tệ, cảm giác khí trong cơ thể ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng, giống như một con chuột nhỏ chạy đi chạy lại trong cơ thể. Ngô Bình đã mất hơn 1 giờ để khai thông các kinh mạch trên khắp cơ thể. Lúc đã thông kinh mạch anh không cảm thấy đau. Sau khi kinh mạch đã thông, anh lập tức có thể xuống giường. Anh đi tới trước giường 2 bước, cảm thấy không có chuyện gì liền đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi nhìn thấy chính mình trong gương, anh không khỏi sửng sốt, người trong gương nhiều nhất là 19 tuổi, chính là phiên bản trẻ hơn của anh. Anh đang ngẩn người nhìn vào gương thì La Phi Phi đi mua đồ ăn về. Thấy Ngô Bình đã xuống giường, cô liền kêu lên, Tiểu Bình, sao anh lại xuống khỏi giường? Ngô Bình xoay người, cười nói, không phải anh đã nói trước khi trời tối có thể xuống giường đi lại sao? Em xem, anh không sao cả, anh vừa nói vừa lắc lắc cánh tay. La Phi Phi cảm thấy rất kỳ diệu, cô ấy nói, canh ngũ hành đại bổ này quả là có công dụng tuyệt vời. Ngô Bình, thuốc anh chế ra đương nhiên phải có hiệu quả. Phi Phi, thời hạn mà người đó cho em là khi nào?
La Phi Phi sắc mặt trầm xuống, nói tuần sau em sẽ phải đi cùng người đó. Hôm nay là thứ mấy? Anh hỏi. La Phi Phi, thứ tư. Ngô Bình, vậy thì, trong vòng 4 ngày nhất định phải kiếm được 2 triệu tệ. La Phi Phi sững sờ, Tiểu Bình, đừng nghĩ nữa, anh hãy khỏe lại trước. Sau khi khỏe lại, hãy tìm một cô gái khác mà anh thích. Ngô Bình thở dài, thật là một cô gái tốt bụng và ngốc nghếch. Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của La Phi Phi lên, nói, đừng khóc, sau này anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tủi cực nào. Sau khi an ủi La Phi Phi, Ngô Bình vừa ăn vừa nghĩ cách kiếm tiền. Sau khi ăn xong, anh để La Phi Phi đã mệt mỏi cả ngày nằm xuống giường bệnh ngủ một lúc còn mình thì đi dạo quanh bệnh viện. Anh rất giỏi về y học, vì vậy anh quyết định ra ngoài để thử vận may. Đi ngang qua cửa phòng chăm sóc đặc biệt, anh nghe thấy trước cửa có một cặp vợ chồng trẻ đang nói chuyện. Hai người ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ trị giá hàng triệu đồng trên tay nên có vẻ là người giàu có. Người đàn ông khẽ thở dài, Mộng Nhi hôn mê 7 ngày, bác sĩ nói khả năng tỉnh lại cực kỳ thấp, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Người phụ nữ lập tức ôm mặt khóc lóc thảm thiết, chồng, anh nhất định phải cứu Mộng Nhi. Chúng ta chỉ có một đứa con gái này, nếu Mộng Nhi trở nên như vậy, em không muốn sống nữa. Người đàn ông lại thở dài, anh đương nhiên sẽ tìm mọi cách. Một lát nữa sẽ có chuyên gia từ thủ đô tới, chúng ta hãy chờ xem sao. Ngô Bình dừng lại và nói, tôi có thể giúp con gái hai người tỉnh lại. Nghe có người nói chuyện, người đàn ông đột ngột quay đầu lại. Nhìn thấy người thanh niên mặc áo bệnh nhân, anh ta cau mày nói, anh nói cái gì, có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi. Ngô Bình đáp, chữa không được, không lấy tiền. Nếu chữa khỏi, anh đưa cho tôi 2 triệu là được. Tôi ở phòng 305, nếu nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi. Lương y có mấy khi chủ động tìm đến cửa, sự chủ động thái quá sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Cho nên nói xong, anh quay người bỏ đi, để lại đôi vợ chồng thất thần nhìn nhau. Ông xã, anh ta có phải đang nói dối không? Nếu anh ta biết y thuật, tại sao lại đến bệnh viện khám bệnh? Người đàn ông, kệ anh ta đi, có lẽ đầu óc anh ta có vấn đề gì đó. Thấy đối phương không tin mình, Ngô Bình không nản lòng, quay trở lại phòng bệnh, ngồi trên ghế thiền. Khí trong cơ thể anh ngày càng mạnh, sau khi đả thông kinh mạch được 2 ngày, anh cảm thấy những vấn đề tích tụ trong cơ thể dần dần được giải quyết. Lúc này, anh mở mắt ra và thấy La Phi Phi đang lặng lẽ nhìn anh. Tiểu Bình, anh đang làm gì vậy? Cô ấy tò mò hỏi. Ngô Bình cười nói, luyện khí. La Phi Phi, luyện khí là gì? Đừng nhúc nhích, anh sẽ cho em cảm nhận. Ngô Bình nói rồi một tay nắm lấy đầu ngón tay La Phi Phi, bắt đầu huy động chút nguyên khí trong cơ thể mình. La Phi Phi lập tức cảm thấy đầu ngón tay tê dần nhưng rất thoải mái. Cô ấy thốt lên, đây là luyện khí sao? Ngô Bình, thể chất của anh còn yếu. Khi anh mới bắt đầu luyện tập, khí vẫn còn rất yếu. Sau một thời gian, anh sẽ có thể luyện nó thành chân khí và trở thành cao thủ. La Phi Phi cảm thấy rất kinh ngạc, Tiểu Bình, hình như dạo này anh đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ. Ngô Bình đáp, thì anh vốn lợi hại mà. Đúng vậy, anh rất lợi hại, La Phi Phi cười hùa theo anh. Lúc này, có người gõ cửa. La Phi Phi đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ lạ mặt đang đứng bên ngoài. Ánh mắt của họ dừng lại ở Ngô Bình đang ngồi đằng sau cô. Người đàn ông trầm giọng hỏi, chúng tôi có thể vào trong không? Ngô Bình không cần nhìn cũng biết hai người kia đã đến, nói, vào phòng nói chuyện đi. Hai người kia vào phòng nhìn trái nhìn phải, sau đó người đàn ông khẽ thở dài nói. Mặc dù tôi cảm thấy lời nói của anh không đáng tin, nhưng ngay cả chuyên gia từ thủ đô cũng không chữa được. Cho nên tôi quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngô Bình thản nhiên nói, chưa chữa khỏi, tôi một cắc cũng không lấy. Chữa khỏi rồi, tôi muốn 2 triệu. Người đàn ông thản nhiên đáp, đừng nói 2 triệu, chỉ cần con gái tôi khỏi bệnh, 20 triệu tôi cũng có thể trả được. Chấm, Ngô Bình cười nói, thật sao? Vậy cho tôi 3 triệu đi. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, nhưng nếu anh không chữa được. Ngô Bình, không chữa được thì tùy anh. Anh giàu như vậy nhất định phải là người có thế lực.
chẳng lẽ không có cách đối phó người thấp cổ bé họng như tôi sao? Người đàn ông khẽ thở dài, tôi chỉ lo anh làm tình hình con gái tôi tệ hơn. Ngô Bình, anh có thể yên tâm. Trong lúc tôi trị liệu, anh có thể đứng cạnh quan sát. Nhân tiện, xin tự giới thiệu, tôi họ Ngô tên Bình. Người đàn ông và vợ anh ta nhìn nhau rồi hỏi, khi nào thì điều trị? Ngô Bình đáp, đi tìm cho tôi một bộ kim châm cứu trước đi. Nhớ kỹ, nhất định phải mua loại tốt. Người đàn ông gật đầu, được, tôi sẽ làm ngay. Khi hai vợ chồng rời đi, La Phi Phi ngơ ngác nhìn Ngô Bình và hỏi, Tiểu Bình, anh định chữa bệnh cho ai sao? Ngô Bình cười nói, anh tự chữa khỏi cho mình, hẳn là chữa cho người khác cũng không thành vấn đề. La Phi Phi lập tức lo lắng, nói, không, anh không phải bác sĩ, không thể tùy tiện chữa cho người khác. Nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngô Bình nhìn vào mắt cô và hỏi, Phi Phi, em có tin anh không? La Phi Phi cười khổ, cô ấy hiểu Ngô Bình quá rõ. Mặc dù anh suốt ngày cười cười nói, nhưng thực ra lại cực kỳ bướng bỉnh. Khẽ thở dài một tiếng, cô đáp, em đương nhiên tin tưởng anh. Ngô Bình, tin anh đi, kiếm được tiền anh sẽ đưa em đi mua sắm. Bộ váy đó không phải em rất thích sao? Hôm nay chúng ta đi mua đi. La Phi Phi vì đi theo Ngô Bình này mà đã phải chịu không ít tủi cực. Cô ấy ăn không ngon, mặc không đẹp, đôi khi còn phải dúi cho Ngô Bình chút tiền lẻ từ tiền đóng học của cô. La Phi Phi còn bị một số nữ sinh cùng trường chế giễu vì yêu Ngô Bình một công nhân nghèo kiết xác. Cô ấy thậm chí còn bị các bạn cùng ký túc xá coi thường. Ngay cả cha mẹ của La Phi Phi cũng rất ghét Ngô Bình. Họ cho rằng anh không xứng với con gái họ. Có thể nói, mấy năm nay La Phi Phi vì Ngô Bình mà chịu quá nhiều đau khổ, cũng bị quá nhiều ánh mắt soi mói. La Phi Phi mỉm cười và nói, không cần đâu, chiếc váy đó quá đắt, em sẽ mua nó sau khi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Hai người trò chuyện một lúc, người đàn ông ban nãy lại tới, trong tay cầm một hộp gỗ đựng kim châm cứu được làm rất tinh xảo. Ngô Bình liếc nhìn nói, cái kim này được, đi thôi. Đoàn người đi tới một phòng bệnh khác, trên chiếc giường bên trong phòng bệnh có một cô bé chừng 13-14 tuổi đang nằm, sắc mặt tái nhợt, hôn mê. Ngô Bình tiến lên phía trước quan sát một lát, sau đó lấy kim bạc ra châm lên trán cô bé. Lúc châm kim, ngón tay anh liên tục biến hóa, sử dụng 7 thủ pháp châm cứu khác nhau. Sau khi châm xong kim đầu tiên, cây kim thứ hai của Ngô Bình châm ngay giữa lông mày, nhưng mũi kim rất nông, như thể chỉ để kích thích cô bé. Đầu kim vừa đâm vào, cô bé liền phát ra một tiếng ưng. Ngô Bình nhẹ nhàng xoay kim bạc, cười nói, sắp tỉnh rồi. Đôi vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết, hồi hộp nhìn cô bé, thậm chí không dám thở mạnh. Cô bé thở hắt ra một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt cô bé chút mơ màng, nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi liền gọi bố mẹ. Đôi vợ chồng vui mừng khôn xiết, người đàn ông vội vàng hỏi, Mộng Nhi, con tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Cô bé lắc đầu, bố, con không có sức, đói quá. Người đàn ông nhìn Ngô Bình, hỏi, người anh em, con gái tôi nói đói bụng, có thể cho nó ăn không? Ngô Bình đáp, giờ chưa được, cô bé hiện tại cần uống canh ngũ hành đại bổ mới có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Người đàn ông vội vàng hỏi, được, tôi có thể mua canh đó ở đâu? Ngô Bình ho một tiếng, nhìn La Phi Phi và nói, Phi Phi, hãy đem các loại thuốc anh nhờ mua trước đó đi sắc thuốc. La Phi Phi vâng một tiếng và vội vã quay trở lại phòng bệnh trước đó. Ngô Bình nghiêm mặt nói, canh đại bổ của tôi được nấu từ nhân sâm rừng 500 năm tuổi. Tôi có thể hồi phục nhanh như vậy là nhờ 3 bát canh đó. Cho nên món canh này có giá hơi cao, ít nhất cũng phải thu của anh thêm 100.000 tệ. Người đàn ông cười nói, 100.000 tệ không thành vấn đề, miễn là tốt cho con gái tôi, bao nhiêu tiền cũng mua. Ngô Bình đáp, trước hết hãy cho cô bé uống chút nước muối nhạt, chỉ một chút thôi không được uống nhiều. Được, tôi lập tức cho con bé uống. Ngô Bình cũng trở lại giúp La Phi Phi sắc thuốc, vẫn làm theo các bước trước đó, nhưng lần này là anh tự làm. La Phi Phi mỉm cười và nói, Tiểu Bình, anh thật lợi hại. Ngay cả các bác sĩ ở thủ đô cũng không thể chữa khỏi,
nhưng anh chỉ cần vài mũi kim là có thể khiến cô bé tỉnh dậy. Ngô Bình, cô bé này có bệnh còn chưa khỏi, sau này sẽ còn hôn mê nữa. La Phi Phi cả kinh, vẫn chưa khỏi sao? Ngô Bình, não cô bé có thứ gì đó đang phát triển, muốn chữa khỏi thì phải uống thuốc. La Phi Phi, Tiểu Bình, anh có thể chữa khỏi cho cô bé phải không? Ngô Bình, đương nhiên, anh là thần y mà. La Phi Phi mỉm cười, nói, em biết anh có thể làm được. Ngô Bình, xác thuốc trước đi, bát thuốc này đáng giá 100.000 tệ. La Phi Phi sửng sốt, 100.000 tệ. Ngô Bình, đúng vậy, 100.000 tệ còn ít, đối với bọn họ là rẻ rồi. La Phi Phi, Tiểu Bình, anh đúng là gian thương. Ngô Bình cười nói, nếu không phải gian thương thì sao có thể kiếm tiền cưới em làm vợ. Đáng ghét. Hai người cười khúc khích, thuốc cuối cùng cũng sắc xong. Sau khi thuốc được để nguội, La Phi Phi cầm bát thuốc lên và đút cho cô bé. Hai vợ chồng ngửi được mùi thơm của thuốc, hai mắt sáng lên, người đàn ông nói, thuốc này có mùi thơm đặc biệt, vừa nhìn là biết rất kỳ diệu. Ngô Bình, đúng vậy, bình thuốc này giá gốc đã mấy trăm nghìn tệ, có điều bởi vì tôi cũng đang dùng, nên bớt chút ít cho anh. Người đàn ông cười nói, cảm ơn người anh em. Sau khi uống thuốc, không lâu sau, cô bé lấy lại tinh thần, từ từ ngồi dậy. Sau đó, bác sĩ phụ trách đến, kiểm tra xong, bác sĩ phụ trách vô cùng kinh ngạc, hỏi ai đã chữa khỏi cho cô bé. Người đàn ông đáp, là nó tự tỉnh lại. Bác sĩ, con gái tôi mọi thứ đều bình thường chứ? Bác sĩ gật đầu, dấu hiệu sống ổn định, cơ thể bình thường. Thêm vài bác sĩ lần lượt đến, sau khi tất cả rời đi, Ngô Bình nói, con gái anh đã tỉnh, đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Người đàn ông thản nhiên nói, người anh em, nếu mấy mũi kim mà kiếm được 3 triệu tệ thì tiền kiếm quá dễ rồi. Ngô Bình nhìn anh ta, không hề tức giận, hỏi, vậy anh cảm thấy bao nhiêu là thích hợp? Người đàn ông, bao gồm cả bát thuốc này, tôi cho anh 150.000 tệ, anh thấy thế nào? Ngô Bình vui vẻ đồng ý, được, 150.000 thì 150.000. Người đàn ông cười nói, người anh em thật là hào sảng, tôi lập tức chuyển tiền cho anh. Nhìn thấy tiền đã đến tài khoản, Ngô Bình hỏi, tôi có thể hỏi họ của anh không? Người đàn ông đáp, tôi họ Phùng, Phùng Lập Hiền. Ngô Bình, anh Phùng, con gái anh tuy đã tỉnh nhưng não có chút vấn đề. 2-3 ngày nữa chắc sẽ tiếp tục hôn mê, anh tốt nhất nên chuẩn bị trước, kẻo cô bé ngã bất thình lình mà bị thương. Phùng Lập Hiền mặt biến sắc, anh còn cố tình để lại quân cờ này sao? Ngô Bình, cũng không hẳn, tình trạng hôn mê của con gái anh có liên quan đến một tổn thương trong não. Phùng Lập Hiền sắc mặt liên tục thay đổi, anh ta hỏi, người anh em, anh có thể chữa khỏi cho con gái tôi sao? Ngô Bình, đúng vậy, nhưng phí tôi đưa ra sẽ rất cao. Phùng Lập Hiền thở phào nhẹ nhõm, người anh em, anh định tính bao nhiêu? Ngô Bình, quá trình trị liệu phức tạp, không thể dưới 1 triệu. Phùng Lập Hiền sau khi nghe điều này, bật cười ha ha và nói, người anh em, anh có biết tôi là ai không? Ngô Bình, tôi không có hứng thú với việc anh là ai. Phùng Lập Hiền mặt xa sầm lại, anh tìm nhầm người để tống tiền rồi. Anh ngoan ngoãn chữa bệnh cho con gái tôi đi, nếu không tôi sẽ gọi điện cho người đến bắt anh. Nếu như con gái tôi lại hôn mê bất tỉnh, tôi sẽ nói là do thuốc của anh có vấn đề. La Phi Phi vừa sợ vừa giận, nói, sao anh có thể làm như vậy? Thật quá đáng. Ngô Bình liếc Phùng Lập Hiền rồi đột nhiên mỉm cười, được rồi, tôi sợ anh rồi. Tôi sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ chữa bệnh cho con gái anh sau khi tôi đỡ mệt. Phùng Lập Hiền khịt mũi, lựa chọn thông minh đấy. Anh về đi. Trở lại phòng bệnh, La Phi Phi tức giận đến quặn cả bụng, anh ta quá vô liêm sỉ. Không cho tiền cũng không sao, lại còn uy hiếp chúng ta. Em tức quá. Ngô Bình bình thản nói, yên tâm đi. Người uy hiếp chúng ta nhất định sẽ không có kết cục tốt, chúng ta cùng chờ xem. La Phi Phi hỏi, Tiểu Bình, tại sao chúng ta không bỏ đi luôn? Ngô Bình, đi đâu bây giờ? Bạn họ tra một lát là có thể tra ra thân phận của ta. La Phi Phi, vậy chúng ta nên làm gì đây?
nếu không thì phải chữa trị miễn phí cho cô bé kia. Ngô Bình xoa đầu cô, không vội, anh đi thay quần áo, chúng ta đi dạo phố đã. La Phi Phi hai mắt trúng lên, đi thật sao? Đương nhiên rồi, anh đã nói là anh muốn mua cho em chiếc váy đẹp đó mà. La Phi Phi Tiểu Bình, tốt hơn là không nên tiêu tiền bừa bãi, chúng ta vẫn còn nợ nần. Ngô Bình, không sao, tên họ Phùng nhất định sẽ ngoan ngoãn trả tiền chúng ta. La Phi Phi cuối cùng cũng không thể cản được Ngô Bình. Hai người đến khu phố thương mại đối diện bệnh viện. Phố thương mại cách trường học của La Phi Phi không xa, đi bộ đến đó chỉ mất 10 phút, nam nữ sinh trong trường thường mua sắm ở đây. Các sản phẩm trên con phố thương mại này chủ yếu là hàng cao cấp, cũng có một số cửa hàng sang trọng. Tuy nhiên, Ngô Bình và La Phi Phi chỉ từng ghé qua những cửa hàng này chứ chưa bao giờ mua đồ ở đó bởi vì chúng thực sự quá đắt. Đi dạo trên phố thương mại, Ngô Bình không khỏi có chút áy náy khi nhìn La Phi Phi xinh đẹp đi bên cạnh mình. Chí nhớ cho anh biết, món quà đắt nhất mà anh mua cho La Phi Phi là một chiếc váy được giảm giá còn 200 tệ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một cửa hàng của một thương hiệu quần áo cao cấp. Qua cửa sổ, Ngô Bình thoáng nhìn thấy một chiếc váy màu tím. Chiếc váy này được thiết kế rất đẹp, và tất nhiên giá của nó cũng rất chát. Giá của nó cao tới hơn 10.000 tệ và không giảm giá. Nếu muốn mua thêm phụ kiện đi cùng váy, còn phải chi thêm hơn 5.000 tệ. Tổng giá chiếc váy là hơn 15.000 tệ. Cho dù đã nhìn thấy vô số lần, nhưng khi lại đứng trước chiếc váy màu tím này, trong mắt La Phi Phi vẫn có chút mê mẩn. Tuy nhiên, cô vẫn lắc đầu, đắt quá không mua được. Ngô Bình cười và nói, hiếm khi anh giàu như vậy, vì vậy anh nhất định phải mua nó cho em. Đúng lúc này, sau lưng hai người vang lên một giọng nói đầy giễu cợt. Chậc chậc, Phi Phi, muốn mua quần áo sao? Ngô Bình quay đầu lại và thấy ba cô gái đứng cạnh nhau cách đó không xa. Bọn họ nhìn La Phi Phi với ánh mắt ghen tị và chế giễu. Ngô Bình nhận ra ba cô gái này, hai người trong số họ là bạn cùng phòng của La Phi Phi, người còn lại cũng học cùng lớp. Người vừa nói tên là Mã Diễm Diễm, sống trong ký túc xá cùng La Phi Phi. Mã Diễm Diễm này thường xuyên bắt nạt La Phi Phi. Ngô Bình đã từng đến trường tìm cô ta nói chuyện nhưng cô ta rất hung dữ và đã gọi bảo vệ trường đuổi Ngô Bình ra ngoài. La Phi Phi không nói gì, còn Ngô Bình thản nhiên đáp, đúng vậy, thật tình cờ, bọn tôi cũng đi mua quần áo. Mã Diễm Diễm cười khẩy, mua quần áo thì đến quầy hàng rẻ tiền trên phố đi. Anh là công nhân nghèo, thu nhập một tháng cũng không mua nổi chiếc váy này đúng không? Ngô Bình chế nhạo, Mã Diễm Diễm. Cô thực sự rất coi thường người khác. Làm sao cô biết tôi không đủ khả năng mua? Cô có phải là con giun đũa trong phân của tôi đâu? Mã Diễm Diễm giận dữ, khóe miệng nhếch lên, anh gọi ai là giun đũa? Anh còn lâu mới mua được chiếc váy này, đúng là đồ nghèo kiết xác. Ngô Bình, váy đẹp như vậy chỉ có Phi Phi của tôi mới mặc được. Cô đừng xem làm gì, dáng xấu như cô không thể mặc được đâu, nói xong. Anh mỉm cười rồi kéo La Phi Phi vào trong cửa hàng. Mã Diễm Diễm tức gần chết, cô ta cũng kéo hai cô gái kia vào theo, cười lạnh nói, tôi muốn xem anh dùng cái gì để mua một chiếc váy trị giá hơn 10.000 tệ. Vừa vào cửa, nhân viên bán hàng liền tươi cười chào đón, trai đẹp gái xinh, các vị muốn xem sản phẩm nào. Ngô Bình chỉ vào chiếc váy màu tím trước cửa sổ trưng bày, nói, lấy cái này xuống cho bạn gái tôi mặc thử. Người bán hàng mỉm cười và nói, vâng thưa tiên sinh. Mã Diễm Diễm lập tức nói, tôi khuyên cô đừng cho anh ta thử. Kẻ nghèo kiết xác này không mua nổi, lãng phí thời gian. Người bán hàng phớt lờ cô ta, mỉm cười lấy bộ quần áo xuống và bảo La Phi Phi vào trong thử đồ. Người mẫu có chiều cao ngang với La Phi Phi, sau khi cô ấy mặc vào thì hoàn toàn vừa vặn, thậm chí trông đẹp hơn cả người mẫu. Người bán hàng cười nói, đẹp quá, tiên sinh, bạn gái anh xinh quá. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, chỉ là đôi giày không hợp lắm, xin hãy tìm giúp cô ấy một đôi giày khác. Người bán hàng đáp, vâng. Đôi giày được nhân viên bán hàng chọn trị giá hơn 2.000 tệ, nhưng thực sự rất vừa vặn. Mã Diễm Diễm vẫn chế nhạo, cố gắng để làm gì. Cuối cùng vẫn không mua nổi. Ngô Bình trả lời,
nếu tôi có đủ khả năng thì cô ăn sao 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 nhé. Không ăn thì lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Mã Diễm Diễm tức giận nói, được rồi, nếu anh thực sự có thể mua chiếc váy này, anh nói gì cũng được. Ngô Bình, được, chúng ta hãy giao kèo thế nhé. Anh còn chọn thêm phụ kiện cho La Phi Phi, sau đó tính cả đôi giày cũng tiêu hết hơn 10.000 tệ nữa. Anh lấy điện thoại di động ra và thanh toán ngay tại chỗ. Nhìn thấy hóa đơn trong tay Ngô Bình, Mã Diễm Diễm sửng sốt. Tên khốn keo kẹt này lấy đâu ra tiền để mua bộ váy đắt tiền như vậy? Ngô Bình giơ hóa đơn lên và hỏi, Mã Diễm Diễm, cô định ăn sao 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 chó hay sao 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 mèo? Gần đây có một cửa hàng thú cưng, cô có thể chọn bất cứ thứ gì cô muốn. Mặt Mã Diễm Diễm tái nhợt, cô ta quay đi không nói lời nào. Sau đó, hai cô gái đi cùng nhanh chóng đuổi theo sau. Đứng trước gương soi toàn thân, La Phi Phi trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng, nói Tiểu Bình, hơn 10.000 tệ, như vậy quá đắt. Ngô Bình, chỉ cần em thích thì không đắt chút nào. Đi thôi, chúng ta đi mua túi sách. La Phi Phi mặt khổ sở, vẫn mua nữa sao? Ngô Bình, anh nhớ lần trước em nhìn thấy một bạn học nữ mang một chiếc túi, em đã khen nó rất đẹp. Anh đã đặc biệt tìm kiếm chiếc túi đó, nó được bán ở một cửa hàng phía trước. Lúc đó anh đã tự nói với mình khi nào có tiền, việc đầu tiên anh làm sẽ là mua chiếc túi này cho em. La Phi Phi hai mắt đỏ hoe, Tiểu Bình, anh thật tốt với em. Ngô Bình khẽ thở dài, câu này phải là anh nói mới đúng. Bao nhiêu năm qua, em chưa bao giờ rời xa anh, chưa bao giờ cho rằng anh là thằng vô dụng. Làm sao anh có thể nhẫn tâm để em chịu thiệt thòi, bị người đời khinh thường kia chứ? Người bán hàng cười nói, tôi thật hâm mộ hai người, tuổi còn trẻ thật tốt. Cả hai nắm tay nhau mua một chiếc túi hàng hiệu hơn 10.000 tệ. Trước khi đi, Ngô Bình còn chi thêm 70.000 tệ để mua một chiếc đồng hề cho La Phi Phi. La Phi Phi không có nhiều tiền, nhưng cô ấy cũng cố gắng hết sức để chọn cho Ngô Bình một bộ quần áo tươm tất và một chiếc thắt lưng. Kết quả là chi phí sinh hoạt nửa cuối năm của cô đã tong. Cả hai vui vẻ trở lại phòng bệnh thì thấy Phùng Lập Hiền đang đợi anh. Phùng Lập Hiền tỏ ra không hài lòng, anh đã ở đâu vậy? Lâu như vậy mới quay lại, anh có biết tôi chờ anh lâu lắm rồi không? Ngô Bình, bệnh của con gái anh đến ngày mai mới chữa được, dù sao cô bé cũng vừa mới tỉnh lại mà thôi. Phùng Lập Hiền cau mày và nói, tại sao anh không nói sớm hơn, nói xong anh ta tức giận bỏ đi. Sau khi thu dọn đồ đạc, Ngô Bình nói, Phi Phi, tối nay chúng ta ở khách sạn đi, môi trường ở đây quá tệ. Môi trường ở đây thực sự rất tồi tệ và rất khó chịu khi phải ngủ ở đây. La Phi Phi gật đầu, cả hai thu dọn đồ đạc và đi đến khách sạn. Ngô Bình đã chọn một khách sạn 5 sao và thuê một căn phòng có giá hơn 5.000 tệ một đêm. La Phi Phi không thể thuyết phục anh chọn phòng rẻ hơn dù cô ấy cố gắng thế nào, cuối cùng chỉ đành thở dài nghe theo. Tuy nhiên, khi bước vào phòng, tâm trạng của cô đột nhiên tốt trở lại vì căn phòng này tốt hơn rất nhiều so với phòng bệnh. Sau khi đi loanh quanh cả ngày, La Phi Phi đã mệt lắm rồi. Sau khi tắm và ăn nhẹ, cô ấy đi ngủ trước. Ngô Bình không ngủ mà tiếp tục tu luyện, bởi vì anh phải đối phó với Phùng Lập Hiền vào ngày mai. Anh ngồi khoanh chân, nguyên khí trong kinh mạch càng ngày càng dồi dào. Đến sáng sớm, thần niệm của anh cũng dung hợp với nó, nguyên khí thăng cấp thành chân khí. Chân khí bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể anh, cơ bắp, xương, da và thịt của anh đột nhiên trải qua những thay đổi kỳ diệu, sức mạnh của anh tăng lên, phản ứng nhanh hơn và tinh thần cũng minh mẫn hơn. Anh vung một chưởng vào không trung, tạo ra một loạt tiếng nổ nhỏ trong không khí. Lúc này, anh khẽ mỉm cười, nói, hiện tại, mình có thể xử lý những chuyện nhỏ rồi đây. Khi La Phi Phi tỉnh dậy, cô thấy Ngô Bình đã ngồi trong phòng ăn, trên bàn có một số món ăn nhẹ, bánh ngọt và một nồi súp. Nhìn thấy La Phi Phi đang đứng ngẩn người ra, anh cười nói, Phi Phi, thử tay nghề của anh đi. Mau ăn đi, ăn xong chúng ta đi mua nhà. La Phi Phi đầu chưa kịp nảy số, hỏi, mua nhà gì cơ? Ngô Bình, ở khách sạn không tiện, không phải em còn học đại học hơn một năm sao? Anh định mua một căn nhà đối diện trường em.
La Phi Phi kinh ngạc thốt lên, anh muốn mua một căn nhà trong khu biệt thự Ngư Châu sao? Phải biết rằng, căn nhà rẻ nhất được bán ở khu biệt thự này là 5 triệu tệ, diện tích không dưới 150 m², làm sao họ có thể mua được? Ngô Bình kéo cô vào phòng tắm, nói, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm. Sau khi rửa mặt và trang điểm, La Phi Phi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cô ấy hỏi, Tiểu Bình, không phải anh đang nghĩ hắn ta sẽ thực sự cho chúng ta 1 triệu tệ đấy chứ? Ngô Bình, 1 triệu, không thiếu một xu. La Phi Phi cắn một miếng bánh ngọt, đôi mắt xinh đẹp lập tức sáng lên, ngon quá. Sau khi ăn sáng, Phùng Lập Hiền gọi điện hỏi liệu anh có thể đến bệnh viện để điều trị không? Ngô Bình cười nói, Phùng Lập Hiền, anh là người đi nhờ vả, không thể khách sáo hơn được sao? Tôi đang ở khách sạn, anh tới mời tôi đi. Phùng Lập Hiền sau khi nghe xong thì sững lại, sau đó cười khẩy đáp, được, tôi lập tức tới mời anh. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bình nhìn chiếc điện thoại di động 1.000 nhân dân tệ đã dùng 3 năm rưỡi trên tay rồi nói với La Phi Phi, phải đi mua điện thoại mới trước, anh chán chiếc điện thoại nát này lắm rồi. Quả nhiên, một lát sau Phùng Lập Hiền đã đến, nhưng anh ta không đến một mình mà còn có 4 cảnh sát đi cùng. Bọn họ rất hung hăng và không hề có ý đồ tốt. Chuông cửa không ngừng vang lên, đối phương rất lỗ mãng, La Phi Phi có chút sợ hãi trốn sau lưng Ngô Bình. Ngô Bình ra mở cửa, Phùng Lập Hiền sải bước đi vào. Anh ta nhìn khung cảnh khách sạn vài lần rồi cười nhạo nói, thật sự là đầu óc của đám nông dân nhà nghèo. Có chút tiền đã vội chạy ra ngoài hưởng thụ. Ngô Bình vỗ vai Phùng Lập Hiền, cười nói, anh Phùng, làm gì mà nóng nảy thế? Phùng Lập Hiền nghiêng người nhìn anh chằm chằm, chẳng phải anh nói muốn tôi tới mời anh sao? Tôi không chỉ đến mà còn mang theo một vài người bạn cảnh sát của tôi đến nữa đây. Ngô Bình mỉm cười, bắt tay từng người một, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi kêu anh Phùng tới đây là để nói về tình hình của con gái anh ấy. Phùng Lập Hiền mất kiên nhẫn nói, được rồi, anh có thể đi theo tôi ngay bây giờ không? Ngô Bình liếc nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói, không vội, đợi tôi 3 phút. Phùng Lập Hiền cau mày, anh nói cái gì cơ? Ngô Bình, tôi nói anh chờ 3 phút. Phùng Lập Hiền trầm giọng nói, danh con, nếu như dám dở trò, tôi sẽ cho anh mất cả chì lẫn chài. Ngô Bình phớt lờ anh ta, tiếp tục nói cười với La Phi Phi. Phùng Lập Hiền đợi một lúc, sau đó tức giận nói, danh con, đừng có mà quá đáng. Anh ta vừa dứt lời, một bên thân thể đột nhiên tê dại, sau đó nửa người mất đi mọi cảm giác. Anh ta kinh hãi vội vàng hỏi, tôi bị làm sao vậy? Mấy viên cảnh sát muốn giúp anh ta, nhưng cơ thể họ cũng trở nên tê dại và không thể di chuyển. Một người ngã xuống đất phịch một cái, người thứ hai cũng ngã xuống đất làm gãy cả chiếc răng cửa và chảy rất nhiều máu. Ngô Bình mặt vô cảm hỏi, các vị bị sao vậy? Có cần tôi chữa bệnh cho không? Phùng Lập Hiền vừa ngạc nhiên vừa tức giận, danh con, cậu đã làm gì chúng tôi phải không? Ngô Bình hờ hững đáp, đương nhiên không phải. Anh vừa mới tới đây, cũng không ăn hay uống cùng tôi, cho nên chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi. Phùng Lập Hiền lạnh lùng nói, tôi mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh lập tức chữa trị cho tôi, nếu không. Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, nếu không, sau 1 giờ, máu của anh sẽ đông lại, toàn thân sẽ co rút, anh sẽ vô cùng đau đớn mà chết. Việc này không thể chậm trễ, anh phải được chữa trị trong vòng 1/2 giờ. Phùng Lập Hiền cả kinh. Lập tức trở nên khách sáo, cười nói, anh Ngô, mọi người không có thủ oán gì, anh còn có ơn với tôi. Chẳng lẽ cứ phải làm thế này sao? Ngô Bình, bệnh của anh rất khó điều trị, hiện tại tôi có thể giúp bệnh thuyên giảm, nhưng anh sẽ phải điều trị cách tuần. Nếu không, anh vẫn sẽ bị liệt hoàn toàn, sống không bằng chết. Phùng Lập Hiền ngay lập tức hiểu rằng Ngô Bình đang chơi khăm mình. Anh ta nghiến răng và hỏi, người ngay không nói lời mở ám. Anh thực sự muốn gì? Ngô Bình, tôi đương nhiên muốn giúp anh trị bệnh, nhưng trị bệnh này cần thuốc tốt. Thuốc của tôi tương đối đắt, đặc biệt là lần thứ nhất trị liệu, riêng chi phí gốc tôi phải bỏ ra đã là 2 triệu, cộng thêm tiền chữa bệnh cho con gái anh nữa. Vậy tổng tôi tính anh 8 triệu tệ. Phùng Lập Hiền sắc mặt cực kỳ khó coi, biết hôm nay mình bị gài bẫy, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, được,
tôi chuyển tiền cho anh. Vài phút sau, số tiền kia đến tài khoản của Ngô Bình. Cảm giác tê dại trên cơ thể Phùng Lập Hiền dần dần biến mất, cuối cùng anh ta cũng đứng dậy được. Tuy nhiên, anh ta cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó chưa được tiêu trừ, nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Anh ta trầm giọng nói, anh Ngô, anh không chữa dứt điểm bệnh cho tôi sao? Ngô Bình, y thuật của tôi có hạn, tạm thời không thể làm được. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chữa bệnh cho anh mỗi tuần một lần, mỗi lần sẽ thu 1 triệu. Nhân tiện, những người bạn cảnh sát của anh cũng đang trong tình trạng nghiêm trọng, tôi không có đủ dược liệu nên sẽ cho họ một đơn thuốc sau. Tạm thời, chúng ta hãy dán cho họ vài miếng cao dán, giá 100.000 tệ một miếng, phải dán đủ 10 miếng. Nếu không dán vào, nửa ngày nữa họ sẽ chết, hơn nữa còn chết rất thảm. 4 viên cảnh sát thầm kêu trời xui xẻo, sao có thể đắc tội với một cao nhân như vậy? Tất cả bọn họ đều tức giận nhìn Phùng Lập Hiền. Phùng Lập Hiền bất lực đáp, tôi sẽ trả tiền cho họ. 1 triệu mỗi người, tức là tổng 4 triệu, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Sau khi lấy thêm 4 triệu tệ, Ngô Bình ném thẻ phòng ra, nói tạm thời để bọn họ nằm ở đây trước, tôi ra ngoài bốc thuốc, chậm nhất là ngày mai sẽ trở lại. Cứ như vậy, bỏ lại 5 người mặt mũi xám xịt sau lưng, Ngô Bội và La Phi Phi ung dung rời khỏi đó. Sau khi rời khách sạn, La Phi Phi vẫn còn bàng hoàng, cô liên tục kiểm tra tin nhắn đến điện thoại di động của Ngô Bình và lẩm bẩm thật sự là 12 triệu. Ngô Bình, Phi Phi, em cảm thấy chúng ta nên mua xe trước hay mua nhà trước? La Phi Phi trợn mắt nhìn anh, đương nhiên là mua nhà rồi, sau này kết hôn chúng ta sẽ dùng. Ngô Bình cười he he và hỏi, muốn gả cho anh lắm rồi phải không? La Phi Phi đánh yêu anh một cái, đáng ghét, ai thèm gả cho anh cơ chứ? Hai người cười đùa không ngớt, sau đó lên một chiếc taxi đến khu biệt thự Ngư Châu đối diện trường học của La Phi Phi. Biệt thự Ngư Châu là một khu nhà ở cao cấp của địa phương, giá mỗi mét vuông hơn 50.000 nhân dân tệ, những người mua nhà ở đây đều rất giàu có. Trong khu nhà này không có chiếc ô tô nào có giá dưới 500.000 nhân dân tệ, xe sang tiền triệu thì ở khắp nơi. Thậm chí còn có những chiếc siêu xe có giá lên tới hàng chục triệu tệ. Khi đến cổng trường, La Phi Phi nhìn thấy sinh viên ra vào cổng trường, cô ấy chợt vỗ đầu kêu lên, ồ, hôm nay hình như có bài kiểm tra. Ngô Bình, thi môn gì vậy, nếu không quan trọng thì không đi cũng được. La Phi Phi, không được đâu. Bài kiểm tra này sẽ được tính vào điểm tốt nghiệp, nếu em không tốt nghiệp được thì sẽ xong đời. Ngô Bình không còn cách nào khác đành nói, vậy chúng ta đi thi trước nhé. Trường của La Phi Phi tên gọi là Đại học Kim Thành. Tuy không được coi là trường đại học hạng nhất ở trong nước, nhưng vẫn được coi là trường đại học hạng 2, ít nhất những sinh viên tốt nghiệp ở đây có thể tìm được một công việc ổn định. La Phi Phi đang học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ngành học này thực ra rất chung chung, những người học ngành này nếu không có gia thế để nhờ cậy thì thường không xin được công việc đúng ngành. Kết cục là cuối cùng hoặc bán hàng hoặc đi làm thêm. Những người tốt nghiệp từ đây mà được làm quản lý thực sự rất ít. Ngô Bình cùng cô đi tới lớp học, La Phi Phi vẻ mặt khổ sở nói, xong đời rồi, mấy ngày nay em đều không ôn bài. Ngô Bình đã nằm viện suốt những ngày qua, cô ấy xin nghỉ dài ngày để chăm sóc anh. Làm gì có thời gian ôn bài, giờ lại sắp thi, bận rộn vô cùng. Anh bảo, không sao, cùng lắm thì thi lại. La Phi Phi bĩu môi, em không muốn thi lại đâu. Còn một lúc mới thi, La Phi Phi vội vàng ôn tập. Thấy không ai chú ý, Ngô Bình bèn nói, Phi Phi, anh sẽ châm cứu cho em, giúp em nâng cao khả năng ghi nhớ, đảm bảo sẽ thi đỗ. La Phi Phi hoài nghi nhìn anh, thật sao? Ngô Bình đáp, thử một tí là biết ngay thôi mà. Anh luôn đem bộ kim châm bên mình, lập tức châm 10 mấy cây kim cho La Phi Phi. Ngay tức thì, La Phi Phi cảm thấy mạch suy nghĩ của mình trở nên rõ ràng, có năng lực nhìn qua một lần sẽ không quên. Ngô Bình bảo, em mau học đi, thời gian vẫn kịp. Nội dung thi lần này chủ yếu nằm ở 2 quyển sách. La Phi Phi lật sách loạt soạt, mỗi trang chỉ cần lướt mắt vài lần đã thuộc. Hiệu suất cực cao. Lúc này có một người đàn ông cao to lực lưỡng từ cửa bước vào. Người đó nhìn quanh quất, sau khi thấy La Phi Phi và Ngô Bình thì cười khẩy,
chỉ tay vào Ngô Bình rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Ngô Bình nhận ra đối phương, đó là Lưu Thành Võ, một trong những người theo đuổi La Phi Phi, nghe nói từng luyện võ, gia đình cũng giàu có. Có điều La Phi Phi quyết không thay lòng, vẫn đi theo Ngô Bình, ai theo đuổi cũng vô ích. Ngô Bình bảo La Phi Phi chăm chỉ ôn bài nhé, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Lưu Thành Võ cao 1m87, lạnh lùng lên tiếng, Ngô Bình, sau này tránh xa La Phi Phi một chút đi. Ngô Bình đáp, anh là ai mà bảo tôi tránh thì tôi phải tránh chứ. Lưu Thành Võ cười khẩy, La Phi Phi đã lấy 2 triệu của anh Chu để chữa bệnh cho anh rồi. Bây giờ anh đã không sao, tiền của anh Chu cũng không thể bỏ ra vô ích. Ngô Bình hỏi, người họ Chu đó đang ở đâu? Lưu Thành Võ trả lời, anh Chu không ở đây, tuần sau mới về được, anh ấy bảo tôi trông chừng giúp. Ngô Bình bảo, tự lo cho thân mình trước đi, đừng lo chuyện bao đồng, nói xong, anh đẩy Lưu Thành Võ ra. Cú đẩy này cực kỳ mạnh, Lưu Thành Võ đứng không vững, loạng choạng lui về sau mười mấy bước, cuối cùng ngã phịch xuống đất. Lưu Thành Võ cả kinh, là người từng luyện võ, Lưu Thành Võ hỏi ngay, anh biết võ? Ngô Bình đi đến bên cạnh lan can, bóp nhẹ thanh lan can làm bằng hợp kim nhôm, ngay lập tức để lại nắm dấu tay sẽ dệt. Anh bảo, về nơi với tên họ Chu, 2 triệu ấy, tôi sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi còn về Phi Phi anh ta nên từ bỏ đi. Để lại Lưu Thành Võ đang sững sờ, Ngô Bình quay về chỗ của mình. La Phi Phi chăm chú học, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi. Ngô Bình lấy sách quạt cho cô ấy, cười nói, đừng gấp gáp, cứ từ từ đọc. Cuối cùng, La Phi Phi cũng ghi nhớ hết nội dung của 2 quyển sách. Cộng thêm việc cô ấy học qua một lần, chẳng mấy chốc đã tiếp thu xong những kiến thức này. Khuôn mặt Thanh Tú lộ rõ vẻ sửng sốt, Tiểu Bình, anh cừ thật đấy, em đã nhớ cả rồi. Ngô Bình hỏi, bây giờ còn lo mình không thi đỗ được hay không? La Phi Phi cười hì hì, em không dám nói mình sẽ đạt hạng nhất, nhưng top 5 chắc chắn không thành vấn đề. Một lúc sau, La Phi Phi đến điểm thi. Ngô Bình rảnh rỗi, bèn tìm một khu rừng nhỏ trong trường để luyện công. Trong đầu anh có vô số công pháp, nhưng cái cần thiết nhất hiện nay là thuật luyện hình. Dù sao thì trước mặt người bình thường, tố chất cơ thể vẫn là thứ quan trọng nhất. Anh vừa vào rừng thì thấy một nam sinh đang luyện quyền pháp ở đó. Ngô Bình bước đến, đối phương đột nhiên thu quyền, quay người lạnh lùng nhìn anh, lãnh đạm nói, không ngờ tôi lại gặp phải đối thủ nhanh như vậy. Ngô Bình nheo mắt, đối thủ, ý anh là gì? Nam sinh bảo, không nhiều người có thể mở cánh cổng thế giới song song, hợp 2 thể làm 1. Chắc chắn anh cũng là thiên kiêu. Ngô Bình nhìn đối phương, ý anh là, nơi này là thế giới song song. Nam sinh có vẻ nhỏ hơn anh 1-2 tuổi, sở hữu ngoại hình thanh tú. Đối phương đáp nhẹ, thế giới song song có một, anh, khác, gắn bó mật thiết với anh. Khi anh ở thế giới bên kia quá mạnh, thì một anh, khác sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình nhớ ra mình đã tỉnh dậy ở bệnh viện, trước đó còn mắc ung thư. Chuyện này xảy ra e là vì đại kiếp thánh nhân, anh ở thế giới bên kia quá mạnh, dẫn đến việc anh ở thế giới này suýt mất mạng. Ngô Bình hỏi, anh cũng vậy sao? Nam sinh đáp, đúng thế. Lúc tôi đến đây, cơ thể này cũng yếu ớt cực kỳ, gần như sắp chết. Ngô Bình nói, nếu mọi người đều có chung mục đích, vì sao anh lại bảo tôi là đối thủ của anh? Nam sinh nhẹ nhàng rằng, anh chẳng biết gì cả, chắc là mới đến thôi nhỉ. Thế giới song song chỉ chấp nhận đối đa 49 người hòa hợp. Vậy nên chúng ta buộc phải cố gắng giết chết những người hòa hợp còn lại, như thế mới an toàn hơn. Ngô Bình hỏi, nếu số lớn người hòa hợp vượt quá 49 thì sẽ ra sao? Nam sinh trả lời, một trong số đó sẽ bị tiêu diệt ngẫu nhiên. Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi xem anh là đối thủ chưa? Ngô Bình thở dài, vậy là giờ anh muốn giết tôi. Một lớp cương khí xuất hiện quanh người nam sinh ấy. Anh ta bảo, tôi đã trở thành người hòa hợp 1 tháng 7 ngày, năng lực vượt xa anh, giết anh là chuyện rất dễ dàng. Ngô Bình chậm chậm lùi lại, anh bạn, tôi thấy anh vẫn chưa là nhân tiên nhỉ. Tài nguyên ở thế giới này chắc chắn rất ít, không dễ tu hành. Mà tôi là thầy luyện đan, nếu chúng ta hợp tác, tôi có thể giúp anh thăng cấp nhanh chóng. Nam sinh sững ra,
Đoạn cười khẩy, chuyện hợp tác giữa hai người hòa hợp là không thể nào. Anh sẵn sàng đón nhận cái chết chưa? Ngô Bình bắt đầu cử động hai cánh tay, vặn mình, làm một động tác rất quái dị. Anh lãnh đạm nói, tuy mọi người đều là người hòa hợp, nhưng năng lực có chênh lệch rất lớn. Dù tôi chỉ mới thức tỉnh thì vẫn có thể giết chết anh thôi. Nếu không tin, anh có thể ra tay thử xem. Anh làm ra một động tác, ngay lập tức, một luồng sức mạnh khủng khiếp trong bóng tối ngưng tụ về phía cơ thể anh. Quanh người anh tỏa ra khí tức rất đáng sợ. Nam sinh cả kinh, vô thức lùi lại, thốt lên, anh mới đến đây mà lại mượn được sức mạnh trời đất ư. Ngô Bình cười khẩy, nếu tôi không đoán sai, ở thế giới này, anh chỉ mới đột phá đạo quân, đúng chứ? Nam sinh im lặng mất một lúc, làm sao anh biết? Ngô Bình nói, tuy tôi chỉ vừa mới hiểu thêm về những điều này, nhưng trí tuệ và tri thức của tôi mách bảo rằng, hiện giờ tôi là sự chất chồng trạng thái của hai thế giới. Vậy nên trong cơ thể tôi ấn chứa tiềm năng vô hạn. Chỉ cần thực hiện đúng phương pháp, sẽ có thể giải phóng sức mạnh thật sự của tôi. Nam sinh nhìn chòng chọc vào anh, một phút rồi hai phút, song khí tức của Ngô Bình lại ngày một mạnh lên. Cuối cùng anh ta cũng từ bỏ, đoạn khẽ thở dài, tôi nên ra tay ngay, là tôi quá khinh suất. Ngô Bình bảo, điều này chứng tỏ anh là người thông minh, bằng không anh đã chết rồi. Nam sinh tìm một tảng đá để ngồi xuống, nếu anh không muốn ra tay với tôi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện chút đi. Ngồi ở chỗ đối diện anh ta, Ngô Bình hỏi, xưng hô thế nào nhỉ? Đối phương khẽ thở dài, đáp lời, Trương Định Nhất. Tên của tôi ở hai bên đều giống nhau. Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình. Nghe thấy tên Ngô Bình, Trương Định Nhất hơi ngẩn ra, hình như tôi từng nghe tên anh rồi. Anh là sự tồn tại nghịch thiên ở bên đó, chẳng trách lại mạnh đến vậy. Ngô Bình hỏi, Trương Định Nhất, những người hòa hợp như chúng ta phải làm cách nào mới rời đi được? Trương Định Nhất, không thể gọi là rời đi. Thế giới này rộng lớn như thế giới của chúng ta, tài nguyên cũng tương tự. Cao thủ hàng đầu cũng như nhau. Điểm khác biệt là số lượng kẻ mạnh của hai thế giới không giống nhau. Chẳng hạn như anh khá mạnh ở thế giới ban đầu, vậy thì anh ở thế giới này sẽ khá yếu. Nếu yếu ở thế giới của chúng ta thì có thể sẽ mạnh ở thế giới này. Ngô Bình trầm tư, nói vậy, trong hai thế giới song song, chỉ một thân phận có thể trở thành kẻ mạnh. Trương Định Nhất gật đầu, đúng vậy, mà hai thân phận ảnh hưởng nhau. Vậy nên kẻ mạnh thật sự sẽ tiến vào thế giới còn lại vào một thời điểm nào đó, trở thành người hòa hợp. Trở thành người hòa hợp thì sẽ được thoải mái đi lại giữa hai thế giới, lấy hai phần tài nguyên. Hai thế giới song song này thật ra là một âm một dương, âm dương hòa hợp mới là đại đạo thật sự, cuối cùng đi đến kết cục huy hoàng. Ngô Bình hỏi, nói vậy là tôi có thể đi lại giữa hai thế giới song song à? Trương Định Nhất đáp, đúng thế. Thật ra người của thế giới này cũng có thể vào thế giới của chúng ta và trở thành người hòa hợp ở bên đó. Có điều đây là chuyện vô cùng bí mật, người hòa hợp phải giữ kín chuyện này, không được để người khác biết. Ngô Bình thắc mắc, tôi phải đạt đến trình độ nào mới có thể trở về thế giới ban đầu? Trương Định Nhất nói, anh hợp hai thể thành một, sức mạnh bị hạn chế, chờ đến khi anh ở bên này cũng tu luyện đến mức lớn mạnh, cơ thể anh sẽ thay đổi về chất. Cả hai bên đều sẽ trở thành kẻ mạnh khủng khiếp. Đến lúc ấy, anh mới xem như được tự do. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy. Cảm ơn anh đã nói với tôi nhiều điều như vậy nhé, anh Trương. Sau này anh gặp nguy hiểm gì thì có thể nhờ tôi giúp đỡ. Trương Định Nhất khẽ thở dài, tôi cũng xui xẻo, người hòa hợp đầu tiên mà tôi gặp phải lại là anh. Ngô Bình cười bảo, thêm một người bạn, thêm một con đường mà, đúng không? Mà tôi cũng cảm giác được, tuy ngoài miệng hung dữ, nhưng anh không có ý xấu. Lặng im vài giây, Trương Định Nhất nói, tôi hiểu tình trạng của mình. Tôi ở thế giới này, e là rất khó sống đến cuối. Dù sao thì trước khi hòa hợp hoàn toàn, thế giới này chỉ có 49 suất thôi. Tính kiểu gì thì tôi cũng không tranh được với người ta. Ngô Bình hỏi, ý anh là, sau khi hòa hợp hoàn toàn thì sẽ không chiếm dụng 49 suất nữa. Trương Định Nhất đáp, đúng vậy, tôi nghe nói, một số người hòa hợp đến cuối cùng còn có năng lực mạnh hơn lúc trước khi trở thành người hòa hợp gấp trăm lần cơ, khủng khiếp vô cùng. Dĩ nhiên, số người hòa hợp thành công rất ít ỏi,
trong dòng lịch sử dài đằng đẵng này, có lẽ còn chưa đến 10 người. Những người hòa hợp như vậy được gọi là người hòa hợp cuối cùng. Chiếm phần đông là những người hòa hợp không hoàn toàn. Bọn họ hoặc là bị giết chết, hoặc là thời gian ở lại đã đủ rồi, hai thân phận tự động tách ra, trở về thế giới của riêng mình. Ngô Bình hỏi, thời gian mà anh bảo là bao lâu vậy? Trương Định Nhất trả lời, 3 năm. Sau 3 năm, hai thân phận của người hòa hợp sẽ khá mạnh, có thể cẩn thận sinh sống tiếp, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thân phận mạnh của thế giới còn lại. Ngô Bình cười nói, kẻ mạnh của bên kia sẽ không bao giờ đến đây nữa à? Trương Định Nhất đáp, một tu sĩ chỉ có một cơ hội hòa hợp trong đời. Bỏ lỡ rồi, sẽ không bao giờ có nữa. Người hòa hợp cuối cùng thì có thể đi đi lại lại vô số lần, từ đó giết chết người mà mình muốn giết. Ngô Bình hỏi, thân phận bên này bị giết chết thì bên kia cũng biến mất sao? Trương Định Nhất nói, không biến mất, nhưng nền tảng suy yếu, đạo hành giảm đi, một số thì thân chết đạo mất. Suy cho cùng, một nhân tố không thể thúc đẩy sự phát triển của sự vật mà. Ngô Bình đã hiểu đại khái tình cảnh hiện tại của mình. Bây giờ anh phải kín tiếng, không được để những kẻ mạnh kia phát hiện anh là người hòa hợp, đồng thời phải đề phòng việc bị người hòa hợp khác truy sát. Nếu trụ được 3 năm thì anh có thể quay về thế giới ban đầu của mình. Nếu trở thành người hòa hợp cuối cùng trong vòng 3 năm thì anh có thể đi lại giữa hai thế giới vô số lần. Mà trong lịch sử, kẻ mạnh làm được như vậy chỉ có chưa đến 10 người. Anh nói, anh Trương, bây giờ tôi chỉ muốn dùng một chưởng đánh chết anh, kẻo anh làm bại lộ thân phận của tôi. Trương Định Nhất cười khổ, lúc mới nhìn thấy anh, tôi cũng nghĩ vậy. Giữa những người hòa hợp có cảm ứng rất kỳ diệu, nên tôi vừa nhìn đã biết anh là người hòa hợp. Ngô Bình hỏi, những tu sĩ bình thường khác không thể phát hiện thân phận của tôi, đúng chứ? Trương Định Nhất đáp, dĩ nhiên, nếu không thì sẽ chẳng có người hòa hợp nào sống sót được. Ngô Bình bảo, anh Trương, chúng ta luyện công đi. Luyện quyền trong khu rừng nhỏ được một lúc, thể chất của Ngô Bình đã mạnh lên đôi chút. Sau đó hai người cho nhau số liên lạc, rồi Ngô Bình đến điểm thi tìm La Phi Phi. Buổi thi kết thúc, học sinh thi nhau đi ra, có người vui vẻ nói cười, người thì than vắn thở dài. La Phi Phi hiển nhiên là thi rất tốt, vừa ngâm nga vừa bước ra, sau đó ôm chầm lấy Ngô Bình. Tiểu Bình, em cảm thấy mình có thể đạt điểm tuyệt đối. Ngô Bình cười nói, thật à, xem ra heo ngốc cũng có lúc thông minh. Heo ngốc là biệt danh mà Ngô Bình đã đặt cho La Phi Phi trước đây. Đáng ghét, La Phi Phi đuổi theo đánh anh, khiến vô số nam sinh nhìn theo với ánh mắt hâm mộ. Dù gì thì La Phi Phi cũng là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất trường này mà. Ha ha, thằng làm công mà cũng vào trường chúng tôi à, ai cho anh vào đây? Ngô Bình vừa nghe giọng đã biết không ổn, anh ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên là Mã Diễm Diễm. Anh đáp ngay, Mã Diễm Diễm, chẳng phải cô bảo sẽ ăn phân à? Đã ăn chưa đấy? Mã Diễm Diễm lập tức hét to, bảo vệ, ở đây có người ngoài trường, mau đuổi anh ta đi. Ngô Bình vừa tức vừa giận, vội kéo La Phi Phi chạy ra ngoài. Đến khi bảo vệ đến nơi thì Ngô Bình và La Phi Phi đã chạy đi rồi. Anh cũng sẽ thi vào trường này để làm Mã Diễm Diễm tức chết, Ngô Bình căm phẫn nói. La Phi Phi cười bảo, được, như vậy chúng ta có thể đi học cùng nhau, tốt nghiệp cùng nhau rồi. Câu nói này đã nhắc nhở Ngô Bình, bây giờ anh phải kín tiếng. Nếu bây giờ anh thi đỗ và trở thành một học sinh ở đây, chẳng phải sẽ là một thân phận rất tốt để che giấu hay sao? Anh cười hỏi La Phi Phi, Phi Phi, anh phải làm sao mới có thể thi vào trường này? La Phi Phi đáp, dễ mà, sắp đến kỳ thi đại học trường rồi. Anh có thể đi đăng ký. Nhưng mà Tiểu Bình à, bài vở cấp 3 nhiều lắm, anh muốn thi vào trường bọn em trong thời gian ngắn như vậy, e là rất khó. Ngô Bình cười bảo, Phi Phi, anh có thể giúp em nhìn một lần là nhớ bài, bản thân anh tất nhiên cũng có cách tăng cường hiệu suất học tập. Em chờ đi, Ngô Bình này sắp trở thành nam sinh nổi tiếng nhất trường. La Phi Phi cười hi hi, nam sinh nổi tiếng này đã được em đây đặt trước, không được trêu chọc nữ sinh khác đấy nhé. Nói cười một hồi, cả hai ra khỏi cổng trường. Lúc này, Ngô Bình đã liên lạc với người môi giới qua điện thoại. Anh sẽ cùng La Phi Phi đến khu biệt thự Ngư Châu xem nhà.
Anh chọn một căn hộ rộng, tổng diện tích 209m², giá 1,4 triệu, trang trí tinh xảo. Ban đầu chủ nhà định dùng nó làm phòng tân hôn, nhưng đám cưới không thành. Ngô Bình đi vòng vòng trong nhà, cảm thấy môi trường rất tốt, sofa, đồ gia dụng đều có sẵn. Anh và La Phi Phi thương lượng xong, quyết định mua nhà và thanh toán trong một lần. Sau đó hai bên ký hợp đồng, đến văn phòng nhà đất để làm thủ tục sang tên. Sau khi hoàn thành thủ tục đã là 5 giờ chiều, bụng của La Phi Phi đã đói meo. Đúng lúc này, Trương Định Nhất gọi điện hẹn Ngô Bình ăn cơm. Trương Định Nhất cũng là người hòa hợp, cả hai đều biết bí mật của nhau. Thế là Ngô Bình đưa La Phi Phi đến quán ăn. Đây là một quán ăn kém tiếng gần trường học, món ăn rất ngon, nhưng không nhiều người biết. Thấy Ngô Bình dẫn bạn gái đến, Trương Định Nhất cười bảo, biết thế tôi cũng đưa bạn gái theo. Ngô Bình nói, không sao, giờ anh gọi điện đi. Trương Định Nhất đáp, thôi kệ, cô ấy đang bận, hôm khác gọi vậy. Nhìn thấy Trương Định Nhất, La Phi Phi cảm thấy hơi quen, bèn hỏi, chúng ta học cùng trường nhỉ? Trương Định Nhất cười nói, phải, tôi học sau đàn chỉ một khóa. Ngô Bình giới thiệu, Phi Phi, đây là Trương Định Nhất, bạn mới quen của anh. La Phi Phi thấy rất lạ, Ngô Bình quen người bạn này từ khi nào vậy? Thức ăn được dọn lên, ba người vừa ăn vừa chuyện trò, Trương Định Nhất còn khui hai chai bia. Ngô Bình hỏi, anh Trương, gia cảnh của anh thế nào? Ý tôi là, ba mẹ anh có giàu không? Trương Định Nhất cười nói, tôi khá tốt số, bố có tài sản mấy chục triệu, mẹ làm việc ở tổ chức công. Ngô Bình đáp, cũng ổn. La Phi Phi ăn xong rất nhanh, đang lướt điện thoại. Ngô Bình bảo, Phi Phi, em về nhà mới dọn dẹp nhé, anh nói chuyện với anh Trương thêm một lát. La Phi Phi nói ừ, rồi về biệt thự Ngư Châu trước. Cô ấy vừa đi khỏi. Trương Định Nhất liền cười bảo, bạn gái anh Ngô có mặt ở đây nên có vài chuyện tôi không tiện nói. Ngô Bình đáp, bây giờ nói được rồi. Trương Định Nhất nói, anh Ngô, trên thế giới này, người hòa hợp thông minh luôn rất kín tiếng, vì làm vậy mới không dễ bị người khác phát hiện. Nhưng người hòa hợp kín tiếng như thế sẽ không lấy được tài nguyên. Ngô Bình cũng hiểu, muốn lấy được tài nguyên ở thế giới này thì buộc phải có năng lực và nương nhờ thế lực lớn. Nhưng một người có năng lực rất khó không thu hút sự chú ý của người khác. Anh Trương muốn nói gì? Trương Định Nhất đáp, dạo gần đây, tôi vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề, ấy là lấy tài nguyên bằng cách nào. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cách tốt nhất là gia nhập môn phái. Ngô Bình hỏi, anh Trương, tôi mới đến đây nên chưa biết chuyện gì cả. Ở đây có khuyên giới không? Trương Định Nhất nói, về điểm này tôi có thể khẳng định. Thế giới này không có khuyên giới. Vậy có thần tộc không? Ngô Bình hỏi. Trương Định Nhất đáp, không rõ. Có một số chuyện cần chúng ta có thực lực mới biết được. Ngô Bình hỏi tiếp, trước khi đến đây, anh Trương đã biết về sự tồn tại của thế giới song song à? Trương Định Nhất trả lời, ừ. Hai thế giới này ảnh hưởng lẫn nhau, rất khó vẹn toàn đôi bên. Tất cả người hòa hợp đều ở trình độ kẻ mạnh siêu cấp và có tư chất nghịch thiên. Ngô Bình hỏi anh ta, anh Trương bảo là gia nhập môn phái, vậy có cách nào không? Trương Định Nhất gật đầu, thế giới chúng ta đang ở chỉ là một phần nhỏ của thế tục. Ở đây, chúng ta không tiếp xúc được nhiều môn phái. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng tôi đã phát hiện một môn phái có thực lực khá tốt, phái Hoàng Long. Ngô Bình hỏi, trưởng môn của phái Hoàng Long có năng lực ra sao? Trương Định Nhất nói, tuy chỉ là địa tiên. Nhưng phái Hoàng Long và một môn phái lớn hơn có quan hệ phụ thuộc. Chỉ cần gia nhập phái Hoàng Long, về sau sẽ có cơ hội vào môn phái lớn hơn đó. Tại sao anh vẫn chưa gia nhập? Trương Định Nhất cười đáp, năng lực của tôi chưa hồi phục, nên vẫn còn do dự. Anh Ngô, hay là chúng ta cùng gia nhập phái Hoàng Long? Ngô Bình hỏi lại, anh chắc chắn nội bộ phái Hoàng Long không có người hòa hợp. Trương Định Nhất nói, chắc là không có đâu nhỉ, dù gì thì số lượng người hòa hợp cũng không nhiều, chúng ta gặp mặt nhau đã là xác suất cực nhỏ rồi. Ngô Bình bảo, vậy anh Trương có thể tiếp xúc trước, nhưng tạm thời đừng nhắc tên tôi. Nếu chắc chắn ổn thì chúng ta có thể gia nhập phái Hoàng Long. Trương Định Nhất cười nói, được,
mấy ngày tới, tôi sẽ liên hệ với phái Hoàng Long. Nói thêm một lúc nữa, cả hai tạm biệt. Về đến biệt thự Ngư Châu, La Phi Phi đang xem phim. Thấy anh về, cô ấy cười nói, Tiểu Bình, em cảm thấy nhà này rộng quá. Ngô Bình đáp, không rộng. Phi Phi, khi rảnh em nhớ dẫn chú và dì đến tham quan. Thấy chúng ta có nhà rồi, có lẽ họ sẽ không phản đối chúng ta yêu nhau nữa. La Phi Phi gật đầu, vâng. Sau khi Du La Phi Phi ngủ, Ngô Bình bắt đầu tu luyện. Anh phải nhanh chóng khôi phục tu vi, nếu không sẽ không thể có chỗ đứng ở thế giới này. Song tốc độ tu luyện rất chậm, trời sắp sáng rồi mà chân khí của anh chỉ mới tăng một chút. Cứ thế này mãi thì nửa năm nữa, mình cùng không thể luyện thần, anh thở dài, cảm thấy như vậy không phải là cách. Khi mặt trời sắp mọc, anh giật mình, sực nhớ ra gì đó, xích minh bản nguyên kinh của mình không thuộc về thế giới này. Xét về lý, có lẽ nó sẽ không bị ảnh hưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.